Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 106. Coi ta là ngựa hả? Cùng Kỳ có chút khó chịu nói. Với tư cách hung thú, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú, nó làm sao có thể nguyện ý để cho người khác cưỡi? Cái này đối với chúng mà nói, là một loại vũ nhục. Bất quá, nó cũng không bảo Dương Diệp xuống, dù sao đã đế Dương Diệp cưỡi qua một lần, lại tới một lần cũng không có gì lớn. Hơn nữa Dương Diệp cũng không có ý vũ nhục nó. Tuy như thế, nhưng thấy Dương Diệp thần khí như vậy, nó vẫn còn có chút khó chịu. Dương Diệp lắc sừng của Cùng Kỳ nói. Đừng nhỏ mọn như vậy, dù sao cũng cưỡi một lần rồi, chúng ta đừng nói nhảm, trước giải quyết bọn họ lại nói. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, kiếm tổ đổi thành Táng Thiên. Đã có Cùng Kỳ tương trợ, uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bình thường. Kỳ thật đã có thể so với Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức, bởi vậy không cần vận dụng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức, như vậy có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Dương Diệp cũng không có xuất thủ với Thiên Ma Chủ, mà nhìn về phía đám người lão giả áo bào tím. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm mà nắn. Không nói nhảm chút nào, hai chân Dương Diệp vỗ Cùng Kỳ nhẹ nhẹ, Cùng Kỳ hiểu ý, lập tức vỗ mạnh cánh, sau đó mang theo Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Xa xa, Thiên Ma Chủ kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở, hắn ngược lại muốn ra tay ngăn cản, nhưng tốc độ của Cùng Kỳ quá nhanh. Hơn nữa thời điểm hắn muốn xuất thủ, đế nữ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần hắn xuất thủ, đế nữ khẳng định lập tức xuất thủ. Xa xa, Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp lập tức đi tới trước mặt một cường giả thần giả cảnh, trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp không có chút nói nhảm, rút kiếm mạnh mẽ chém. Tên cường giả thần giả cảnh kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị Dương Diệp phân thây. Mà sau khi miểu sát cường giả thần giả cảnh kia, Dương Diệp tay cầm Táng Thiên Gián chặt lấy mi tâm, sau một khắc, hắn cùng với Cùng Kỳ hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. A! À, thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ biến mất, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một lão giả thân thể bắt đầu mờ đi, hóa thành hư vô. Thuấn sát hai thần giả. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh. Nhưng Cùng Kỳ và Dương Diệp không dừng tay, sau khi giết tên cường giả thần giả cảnh thứ hai, một người một thú lần nữa biến mất ngay tại chỗ, bất quá lúc này đây, những cường giả thần giả cảnh kia đã phục hồi tinh thần lại, bởi vậy thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ biến mất, đám người lão giả áo bào tím nhao nhao lùi lại, sau đó vội vàng công kích. Thi triển huyền kỹ là cần thời gian, mà lúc này, bọn hắn căn bản không có thời gian thi triển huyền kỹ, bởi vậy chỉ có thể thi triển công kích bình thường. Nam đạo trưởng ấn oanh tới Dương Diệp và Cùng Kỳ, sau khi những trưởng ấn này gặp được Dương Diệp và Cùng Kỳ, lập tức tán loạn, ngay sau đó một đạo kiếm quang lóe lên ở mi tâm một lão giả, yên lặng một cái chớp mắt, thân thể lão giả này mờ đi, sau đó hóa thành hư vô. Lại giết một thần giả. Giờ khắc này, trong mắt lão giả áo bào tím xuất hiện vẻ kinh hãi. Đây chính là cường giả thần giả cảnh, thần giả A. Nhưng ở trước mặt Dương Diệp, lại bị cắt như thái thịt. Không đến nửa khắc đồng hồ, trong tràng, thần giả cảnh bên lão giả áo bào tím tổn thất gần một nửa. Lúc này, bất kể là lão giả áo bào tím hay những người bên cạnh hắn, đã không có chút chiến ý nào, cũng không dám chiến. Hiện tại bọn hắn ở trước mặt Dương Diệp và Cùng Kỳ, một chút ưu thế cũng không có. Việc này, U Lam Tinh vực ta không tham dự. Trong tràng, một lão giả nói xong, cũng mặc kệ Thiên Ma Chủ cùng lão giả áo bào tím, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trong tràng. Minh Mang Tinh vực cũng không tham dự. Thiên Lan Tinh vực cũng không tham dự. Rất nhanh, lại có hai lão giả quay người rời đi, trong tràng chỉ còn lại lão giả áo bào tím, Thiên Ma Chủ cùng với cường giả bên Thiên Ma Tinh vực. Nhìn thấy ba người đi, sắc mặt Dương Diệp có chút âm trầm, nếu như có thể, hắn tự nhiên là muốn lưu lại hết. Nhưng ba lão gia hỏa kia tách ra trốn, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp xuyên toa không gian. Nếu như hắn muốn đuổi theo, khẳng định cũng có thể đuổi theo, lại thoát ly chiến trường, mà nếu như hắn ly khai, sẽ cực kỳ bất lợi với Thiên Vân Tinh vực. Bất quá cũng không có sao, về sau có thể thu về tính sổ. Ngu xuẩn! Nhìn thấy ba lão giả đi, Thiên Ma Chủ nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Lúc này bên bọn hắn đã là một đoàn thể. Nếu như Thiên Ma Tinh vực toàn quân bị diệt, tất cả thế lực tinh vực tham dự vây công Thiên Vân Tinh vực ngày sau khẳng định đều bị Thiên Vân Tinh vực trả thù.
Bởi vậy hiện tại lựa chọn tốt nhất là mọi người tề tâm hợp lực triệt để diệt sát Thiên Vân tinh vực, mà không phải trốn. Sắc mặt lão giả áo bào tím cũng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới những người còn lại trực tiếp bỏ chạy. Thù đã kết xuống rồi, bây giờ chạy là cực kỳ ngu xuẩn. Tuy bên bọn hắn tổn thất ba thần giả, nhưng vẫn có chút ưu thế, bởi vì cường giả thần giả cảnh bên Thiên Ma chủ vẫn còn, mà bọn hắn chỉ cần báo cho người của thế lực mình, để cho tất cả thế lực phái ra cường giả chạy đến, muốn diệt Thiên Vân tinh vực, vấn đề vẫn không lớn. Mà bây giờ, giết. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Ma chủ. Hắn biết rõ, sự tình giữa Thiên Ma tinh vực cùng Thiên Vân tinh vực căn bản không có biện pháp hòa giải, không phải Thiên Vân tinh vực chết, là Thiên Ma tinh vực vong, bởi vậy hắn quyết đoán hạ lệnh, bởi vì lại kéo tiếp, đối với bọn họ càng bất lợi. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Ma chủ, cường giả của Thiên Ma tinh vực không chút do dự, nhao nhao vào tới Thiên Vân tinh vực. Mà Thiên Ma chủ sau khi nói xong, hai tay hắn mạnh mẽ đưa về phía trước, ngay sau đó, hai luồng khí xoáy màu đen xuất hiện, ở trong luồng khí xoáy, thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên. Nhìn thấy một màn này, hai mắt đế nữ nhíu lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì đây chính là tia vũ trụ, thứ này lúc trước nàng không cẩn thận dính một chút, liền làm cho cảnh giới của nàng ngã xuống, nếu như không phải Dương Diệp, cả đời này nàng khả năng không có biện pháp khôi phục. Xa xa, Dương Diệp đã nhận ra một màn này, hắn cưỡi cùng kỳ đi tới trước mặt đế nữ, sau đó nói. Ngươi đi đối phó lão đầu áo bào tím. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái nói. Cẩn thận. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, lao về phía lão giả áo bào tím. Nhìn thấy đế nữ đánh úp lại, trong mắt lão giả áo bào tím hiện lên lệ khí, cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt tới đế nữ. Một bên, hai tay Thiên Ma chủ xuất hiện hai luồng khí xoáy màu đen, thân thể của hắn cũng xuất hiện một luồng khí xoáy màu đen, giống như một hắc động, trong đó không ngừng tản ra hào quang u lam, trừ đó ra, toàn thân hắn thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên. Tia vũ trụ. Dương Diệp đối với mấy tử tuyến kia cũng không xa lạ gì, bởi vì trước kia trong cơ thể hắn có ba tia, bất quá sau khi Hồng Mông Tháp khôi phục, ba tia vũ trụ liền biến mất. Hắn cũng không có chú ý là biến mất như thế nào, bất quá nhất định là Hồng Mông Tháp làm, cũng chỉ có Hồng Mông Tháp mới có thể để cho đồ vật khủng bố kia biến mất. Cẩn thận chút. Cùng kỳ đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tia vũ trụ này khủng bố hắn lạc lĩnh giáo qua, tự nhiên không dám khinh thường. Tay khẽ nhúc nhích, Táng Thiên biến thành kiếm linh. Sau một khắc, hai chân cùng kỳ mạnh mẽ đập hư không, mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới Thiên Ma chủ. Cùng kỳ hiển nhiên cũng không có lưu lực, tốc độ nhanh đến tình trạng khó có thể hình dung. Có thể nói, trong chàng có thể thấy rõ tốc độ của cùng kỳ và Dương Diệp, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Ma chủ. Xa xa, hai mắt Thiên Ma chủ chậm rãi nhắm lại, thời điểm Dương Diệp và cùng kỳ cách hắn không sai biệt lắm một trượng. Hắn mạnh mẽ mở hai mắt ra, giờ phút này, hốc mắt đã biến thành hai luồng khí xoáy màu đen, năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể Thiên Ma chủ tuôn ra. Mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Theo một âm thanh nổ vang vang lên, không gian phía chân trời mạnh mẽ sụp đổ, bất quá nháy mắt không gian đã khôi phục bình thường, mà lúc này, Dương Diệp và cùng kỳ xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng, Thiên Ma chủ lại không chút sức mẻ, ở quanh người hắn. Tản ra một tia khí lưu màu đen, ở trong khí lưu, thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên. Xa xa, bất kể là Dương Diệp hay cùng kỳ, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Lần thứ nhất, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn lại bị Thiên Ma chủ kháng trụ. Cẩn thận, đó là Thiên Ma bá thể, là tuyệt kỹ thành danh của một vị viễn cổ Thiên Ma, luyện đến đại thành, có vạn lôi hộ thể, vạn pháp khó xâm. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Trong cơ thể, huyền khí điên cuồng khởi động. Xa xa, Thiên Ma chủ hít sâu một hơi. Dương Diệp, vạn năm nay, chỉ có hai người làm cho ta thi triển Thiên Ma bá thể, buồn cười chính là hai người đều là trẻ tuổi, không thể không nói, các ngươi đều rất lợi hại, đều là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc, hiện tại, hết thảy đều đã xong. Nói xong, hai tay Thiên Ma chủ khẽ vẫy, trong chốc lát, toàn bộ chân trời sấm sét vang dội. Vô số lôi điện màu đen lăng không xuất hiện, lôi điện lập lòe đan vào, làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, tay phải Thiên Ma chủ hóa trưởng, sau đó bổ về phía Dương Diệp. Oanh! Một lôi trụ xé rách chân trời, sau đó oanh tới Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp.
Nhìn Lôi Trụ, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí. Thiên ma bá thể, ta cũng có bá thể. Nói xong, oanh, một cột sáng màu xanh ra trời từ trên tinh không rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng không gian, lập tức đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, một cổ tinh thần chi lực kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, ngay sau đó, toàn thân Dương Diệp bắt đầu biến hóa. Tinh thần hộ thể thuật. Nguyên bản Dương Diệp cho rằng đã có cùng kỳ trợ giúp, hoàn toàn có thể không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của thiên ma chủ. Thực lực của đối phương, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, Dương Diệp hắn có lá bài tẩy, người ta khẳng định cũng có át chủ bài. Hiện tại, song phương đều muốn lật át chủ bài của mình, xem ai mạnh hơn một bậc. Đã có tinh thần hộ thể thuật bảo vệ thân thể, Dương Diệp có thể không kiêng nể gì cả cùng kỳ phối hợp. Trước kia đừng nhìn hắn cùng với cùng kỳ phối hợp đánh chết vài tên thần giả, kỳ thật mỗi giết một cường giả thần giả cảnh, nhục thể của hắn cũng sẽ bị xé rách một lần. Phải biết, tốc độ của cùng kỳ vượt qua hắn rất nhiều, loại tốc độ này, thân thể của hắn cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được. Nhưng hiện tại, đã có tinh thần hộ thể thuật hộ thể, dù tốc độ của cùng kỳ lại nhanh gấp đôi hắn cũng không sợ. Hơn nữa đã có tinh thần chi lực, bây giờ hắn thi triển kiếm kỹ, cũng có thể không cần cố kỵ như trước kia. Nhìn thấy thân thể Dương Diệp triệt để hóa rắn, hai mắt thiên ma chủ nhíu lại, không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Những nơi đi qua, ma lôi thiểm động, không gian chấn động, làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp cũng không nói nhảm, hai chân vỗ nhẹ cùng kỳ hóa thành một tia sáng lao về phía thiên ma chủ. Thời điểm sắp tiếp cận thiên ma chủ, tay phải Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém xuống. Quanh người thiên ma chủ cũng tuôn ra lôi trụ chói mắt. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, Dương Diệp cùng thiên ma chủ đều lui ra, thiên ma chủ lui trăm trượng ngừng lại, Dương Diệp và cùng kỳ cũng ở vị trí trăm trượng ngừng lại. Mới đầu bị thiên CM chủ đẩy lui ngàn trượng, đó là bởi vì hắn và cùng kỳ chủ quan, bọn hắn không nghĩ tới thiên ma chủ có thiên ma bá thể. Vội vàng không kịp chuẩn bị thiên ma chủ đánh trở tay không kịp. Mà ca bây giờ, đã có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn tự nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Bất quá trảm thiên bạt kiếm thuật vẫn không thể nào tạo thành tổn thương thực chất cho thiên ma chủ. Đương nhiên, thiên ma chủ cũng không tạo thành tổn thương gì cho hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên ma chủ, sau đó nhìn về phía cùng kỳ. Ngươi có thể phá phòng ngự của hắn hay không? Trầm mặc một cái chớp mắt. Cùng kỳ lắc đầu. Nếu để cho ta hấp thu hết tất cả năng lượng của ma long, một mình ta cũng có thể giải quyết hắn. Nhưng những năng lượng kia ta chỉ hấp thu không đến một nửa, thực lực khôi phục nửa vời. Hiện tại ta đối với thiên ma bá thể của hắn cũng không có cách nào. Ngươi còn không có hấp thu hết. Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Cùng kỳ tức giận nói. Đây là một ma long, hắn sống không biết bao nhiêu năm, là dễ dàng hấp thu hết sao? Lần này nếu không phải thấy ngươi sắp xong đời, ta thật sự không muốn lãng phí thời gian. Dương Diệp. Lúc này cùng kỳ lại nói. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận tử tuyến trên người hắn, đó là tia vũ trụ, ở trong vũ trụ, thuộc về tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Ta không biết hắn làm sao nắm giữ loại tia vũ trụ này, nhưng nếu như ngươi chúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói. Giống như ngươi chúng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Vật kia ở trong cơ thể ngươi, bất kỳ vật gì tiến vào trong cơ thể ngươi, đều là cặn bã, kể cả tia vũ trụ. Cùng kỳ trầm giọng nói. Tin tưởng ta, bất kỳ vật gì tiến vào trong cơ thể ngươi, đều sẽ biến thành cặn bã. Bất quá ngươi vẫn cần phải cẩn thận, bởi vì nếu như nó không tiến vào thân thể, mà từ bên ngoài phá hủy nhục thể của ngươi mà nói. Người vẫn sẽ chết. Tia vũ trụ này, uy lực cực kỳ cường đại, là hoàn toàn có khả năng từ bên ngoài hủy diệt ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn không có hỏi. Bởi vì xa xa thiên ma chủ cũng không cho hắn thời gian nói chuyện phiếm, đối phương đã hóa thành một đoàn lôi quang bắn đến. Chúng ta liên thủ đánh hắn. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hóa làm một đạo kiếm quang bắn mạnh tới thiên ma chủ, cùng kỳ cũng thả người vọt tới. Hai đánh một. Kỳ thật thực lực của Dương Diệp kém thiên ma chủ rất nhiều, không có biện pháp, cảnh giới còn ở đó, nếu như không phải hắn có sát ý nửa bước quy nguyên cảnh,
kiếm ý niết bàn cảnh cùng với tinh thần hộ thể thuật, hắn căn bản không có biện pháp đối kháng thiên ma chủ, đặc biệt là lúc này thiên ma chủ thi triển thiên ma bá thể. Hiện tại thiên ma chủ, dù tới 20 tên thần giả cũng không làm gì được hắn. Có thể nói, hiện tại thiên ma chủ biểu hiện ra thực lực, so với manh nữ lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên, ban đầu manh nữ đối kháng ma long cùng kiếm hư, cũng không có bày ra thực lực chân chính. Nếu như lấy thực lực của manh nữ lúc trước, lúc này thiên ma chủ là vượt qua. Bất quá, nếu như manh nữ thể hiện ra thực lực chân chính, nhất định là có thể giết thiên ma chủ. Dù sao manh nữ là luân hồi chuyển thế, đến từ đại thế giới, khi đó thực lực của manh nữ khẳng định không phải người hạ vị diện có thể so sánh. Tuy hai đánh một, nhưng Dương Diệp và Cùng Kỳ còn không có chiếm cứ thượng phong. Bất quá bọn hắn cũng không có rơi vào hạ phong, bởi vì lúc này thiên ma chủ cũng không thể phá được phòng ngự của bọn hắn. Bản thân Cùng Kỳ phòng ngự đã rất mạnh, tăng thêm tốc độ nó cực nhanh, bởi vậy tuy mấy lần thiên ma chủ đánh vào trên người nó, nhưng không có tạo thành tổn thương thực chất. Về phần Dương Diệp, thân thể Dương Diệp là kỳ nguyên cảnh đỉnh phong, hiện tại lại có tinh thần hộ thể thuật, phòng ngự là cực kỳ biến thái. Mà thiên ma bá thể của thiên ma chủ thì khủng bố rồi. Cho dù là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đây sao mà khủng bố. Trong tràng, tình huống hiện tại là ai cũng không làm gì được ai. Bất quá chiến đấu phía dưới, bên Thiên Vân Tinh Vực lại đã hoàn toàn áp chế Thiên Ma Tinh Vực, ở dưới Thiên Vân Tinh Vực vây công, một thần giả cảnh của Thiên Ma Tinh Vực đã vẫn lạc. Mà cường giả thần giả cảnh giao thủ với đế nữ cũng đã bị đế nữ áp chế, bất kể là lão giả áo bào tím, hay cường giả Thiên Ma Tinh Vực, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, chỉ nhìn chiến đấu bên Dương Diệp. Bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Chủ, bá thể của bọn hắn đều có thời gian, bá thể của ai biến mất trước, người đó sẽ xong đời. Đều kéo thời gian. Dương Diệp còn có Ngân Hà kiếm đồ, nhưng cái át chủ bài này, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không dám dùng, bởi vì gây chuyện không tốt, có lẽ người không có giết được, chính hắn cũng cúp máy. Mất cảnh giới cùng mất tuổi thọ là không giống nhau a, vạn nhất tuổi thọ duy nhất một lần liền dùng xong, coi như là Hồng Mông Tháp cũng không cứu được hắn. Tuy Hồng Mông Tháp nghịch thiên, nhưng còn không có thể nghịch chuyển sinh tử, loại sự tình làm cho người chết biến thành người sống, thế giới này có lẽ không ai có thể làm được. Khởi tử hồi sinh, loại năng lực này, không phải nhân loại có thể làm được. Bởi vậy dù cho có Ngân Hà kiếm đồ, hắn cũng không dám đơn giản sử dụng. Dương Diệp và Cùng Kỳ không ngừng kéo dài, bởi vì bên Thiên Vân Tinh Vực cùng đế nữ đã ổn chiếm thượng phong, lại kéo xuống, đợi người Thiên Ma Tinh Vực chết sạch, khi đó cũng không phải hai đánh một, mà là quần ẩu. Kéo không nổi chính là Thiên Ma Chủ, hắn tự nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy chiến một hồi, khí tức toàn thân Thiên Ma Chủ càng ngày càng mạnh, hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục kéo nữa. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Cùng Kỳ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chó nóng này còn nhảy tường, huống chi là người. Trong cơ thể, tinh thần chi lực không ngừng khởi động, trong cổ sao cũng đổi thành rồi kiếm tổ, bất quá hắn không có thu lại táng thiên, phải tay hắn nắm táng thiên, tăng thêm sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, uy lực kiếm ý của hắn đã gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, năng lực chủ yếu của sát ý là ăn mòn tâm thần người khác, mà không phải tăng phúc kiếm ý, nếu như là kiếm ý. Liền có khả năng phá vỡ phòng ngự của đối phương. Tuy sát ý có thể tăng phúc kiếm khí, nhưng có hạn, mà kiếm ý lại bất đồng. Kiếm ý tăng phúc, là không gì sánh kịp, dù sao hắn là kiếm tu, thực lực dựa vào là kiếm ý. Giống. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của thiên ma chủ, ngay sau đó, một tia lôi điện từ trong cơ thể thiên ma chủ tuôn ra, Dương Diệp và Cùng Kỳ bị tia lôi điện này đẩy lui mấy trăm trượng. Thiên ma chủ cũng không có dừng lại, sau khi đẩy lui Dương Diệp và Cùng Kỳ, hai tay của hắn đưa về phía trước, sau đó có chút xoay tròn, trong chốc lát, tử tuyến trên người hắn lưu bắt đầu chuyển động, rất nhanh, những tử tuyến kia toàn bộ hội tụ đến trên hai tay hắn. Bất quá sau khi những tử tuyến này hội tụ đến trên tay thiên ma chủ, khuôn mặt thiên ma chủ vặn vẹo lên, đó là thống khổ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp và Cùng Kỳ đều ngưng trọng, trực giác nói cho bọn hắn biết. Những tử tuyến kia có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, đặc biệt là Dương Diệp, hắn tiếp xúc qua tia vũ trụ, nhưng lúc trước ba tia vũ trụ kia so với tia vũ trụ trên tay thiên ma chủ, chênh lệch rất nhiều.
Ánh mắt của Thiên Ma Chủ rơi vào trên người Dương Diệp, hắn không nói nhảm, lúc này nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lập tức, chân phải hắn đạp mạnh hư không, sau đó cả người bắn mạnh tới Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tinh thần chi lực điện cuồng vận chuyển, mà thời điểm Thiên Ma Chủ đi vào trước mặt Dương Diệp không đến 10 trượng, Thiên Ma Chủ nguyên bản sẽ xuất thủ với Dương Diệp đột nhiên quay người, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn mạnh tới đế nữ. Trước giết đế nữ. Đây là mục đích của Thiên Ma Chủ. Sở dĩ Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén đế nữ, là vì tình cảnh trước mắt của Thiên Ma Tinh Vực, lúc này Thiên Ma Tinh Vực đã hoàn toàn bị áp chế, tối đa nửa canh giờ, Thiên Ma Tinh Vực sẽ đại bại, lúc đó coi như hắn giết đám người Dương Diệp cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Một tinh vực, không có khả năng chỉ có một cường giả thần giả cảnh. Bởi vậy hắn quyết đoán đánh lén đế nữ, chỉ cần có thể đánh chết đế nữ. Lão giả áo bào tím có thể đi trợ giúp đại quân Thiên Ma Tinh Vực, hoặc là đến giúp hắn. Khi đó thế cục sẽ thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở dĩ không giết Dương Diệp, là vì hắn không có nắm chắc một kích đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp quá thần bí, khẳng định còn có át chủ bài, bởi vậy vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lựa chọn trước đánh chết đế nữ, hơn nữa lúc này đế nữ đang đại chiến với lão giả áo bào tím. Khẳng định không cách nào để ý hắn, hắn xuất thủ, có cơ hội đánh chết đế nữ rất lớn. Xa xa, nhìn thấy Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén đế nữ, thần sắc Dương Diệp lập tức dữ tợn lên, bất quá trong mắt của hắn lại rất bình tĩnh. Không do dự, thân hình hắn khẽ động, vọt tới Thiên Ma Chủ. Tốc độ của Thiên Ma Chủ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới sau lưng đế nữ, mà thời điểm hắn muốn xuất thủ, đế nữ lại đột nhiên buông tha lão giả áo bào tím. Sau đó nắm chặt đỉnh chiến quay người đâm một phát. Oanh! Một tia sáng trắng từ trong đỉnh chiến bắn ra, trong chốc lát liền đi tới trước mặt Thiên Ma Chủ, bất ngờ không đề phòng, Thiên Ma Chủ còn chưa xuất thủ bị tia sáng trắng oanh trúng. Bành! Theo tiếng nổ vang lên, Thiên Ma Chủ bị chấn lui ra mấy trăm trượng, Thiên Ma Chủ còn không có dừng lại, Dương Diệp đuổi tới nắm táng thiên bổ xuống, chấn Thiên Ma Chủ liên tiếp lui về phía sau. Xa xa! Thời điểm đế nữ xuất thủ với Thiên Ma Chủ, lão giả áo bào tím tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Cùng Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Cùng Kỳ, lão giả áo bào tím kinh hãi, Cùng Kỳ khủng bố hắn là nhìn thấy, muốn tạm lánh mũi nhọn, nhưng Cùng Kỳ lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u đâm vào trên người lão giả áo bào tím. Oanh! Lão giả áo bào tím bị đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội đánh chó mù đường, thả người nhảy lên, lần nữa đụng tới. Bành! Lão giả áo bào tím lại bị đánh bay, không chung, lão giả áo bào tím phun vài ngụm máu, khi hắn nhìn thấy Cùng Kỳ đánh tới lần nữa, không chút do dự, lão giả áo bào tím quay người, hai tay xé ra, không gian trước mặt hắn bị xé nứt, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào vết nứt không gian, chỉ nháy mắt, khí tức của hắn triệt để biến mất. Chạy thoát! Kỳ thật trước kia hắn đã muốn chạy trốn rồi, mới đầu không trốn, là vì hắn biết Thiên Ma Chủ còn có át chủ bài chưa ra, đợi Thiên Ma Chủ lộ ra át chủ bài, lại tăng thêm trợ giúp của hắn diệt sát đám người Dương Diệp, hắn cùng với tinh vực của hắn khẳng định sẽ đạt được ích lợi thật lớn, không chỉ như thế, lợi ích của những người đào tẩu kia đều quy về hắn. Nhưng chiến một hồi, hắn phát hiện sau khi Thiên Ma Chủ lộ ra át chủ bài, cũng không làm gì được đám người Dương Diệp. Một khắc này, hắn đã muốn chạy trốn rồi, bất quá vẫn chưa từ bỏ ý định, thẳng đến trước kia, Thiên Ma Chủ đánh lén đế nữ thất bại, một khắc này, hắn đã không ôm bất luận hy vọng gì. Bởi vậy, lúc này hắn căn bản không chiến với Cùng Kỳ, mà lựa chọn quay người bỏ chạy. Cùng Kỳ cũng không truy kích, mà quay người vọt tới Thiên Ma Chủ. Bành! Lúc này, một tia lôi điện đột nhiên từ trong cơ thể Thiên Ma Chủ tuôn ra, Dương Diệp, đế nữ và Cùng Kỳ bị cỗ lực lượng này chấn lùi lại. Ngươi biết rõ ta muốn đánh lén ngươi. Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn đế nữ, trước kia đế nữ đột nhiên xuất thủ, rõ ràng là đã biết hắn muốn đánh lén, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao đế nữ biết hắn muốn đánh lén nàng. Khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ cười lạnh nói. Nàng đương nhiên biết rõ. Kỳ thật, trước kia hắn và Cùng Kỳ đối chiến Thiên Ma Chủ, hắn cũng đã có dự cảm Thiên Ma Chủ sẽ đánh lén đế nữ rồi. Vì cái gì? Bởi vì dùng phòng ngự của hắn và Cùng Kỳ, Thiên Ma Chủ căn bản không làm gì được bọn hắn, mà đế nữ lại không có phòng ngự như hắn và Cùng Kỳ,
bởi vậy thiên ma chủ rất có thể sẽ trước khai đao với đế nữ. Dương Đông kích Tây, loại chuyện này, hắn làm qua không ít. Vì phòng ngừa vạn nhất, lúc trước hắn liền nhắc nhở đế nữ, nên tuy đế nữ giao thủ với lão giả áo bào tím, nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên người thiên ma chủ, bởi vậy trước kia thiên ma chủ đột nhiên đánh lén nàng, nàng không có lộ ra bối rối, lại có thể quay người đánh thiên ma chủ trở tay không kịp. Đế nữ không có trả lời thiên ma chủ, nàng nhìn Dương Diệp nói. Cẩn thận! Nói xong nàng quay người, vọt vào đại quân của thiên ma tinh vực. Lúc này phòng ngự của thiên ma chủ đã nghịch thiên, nàng ở lại chỗ này, căn bản không làm gì được thiên ma chủ, không chỉ như thế, ngược lại có thể sẽ liên lụy Dương Diệp và Cùng Kỳ, bởi vì phòng ngự của nàng không có lợi hại như Dương Diệp và Cùng Kỳ, thiên ma chủ nhất định sẽ nhắm nàng mà đánh. Bởi vậy nàng quyết đoán lựa chọn đi trợ giúp thiên vân tinh vực. Đã có đế nữ gia nhập, thiên ma tinh vực vốn ở vào hoàn cảnh xấu có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chiến không đến một hồi, lần nữa tổn thất một cường giả thần giả cảnh. Trong tràng, thiên ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp, trên hai tay hắn, tử tuyến nguyên bản biến mất lần nữa hiện lên, khi những tử tuyến này hiện ra, ngũ quan của thiên ma chủ lập tức bóp méo. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp và Cùng Kỳ, sau đó mãnh liệt chụp tới Dương Diệp và Cùng Kỳ. Oanh! Một hắc trưởng kẹp lấy tử tuyến thoáng hiện. Tốc độ của hắc trưởng cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trên không Dương Diệp và Cùng Kỳ, bao phủ Dương Diệp và Cùng Kỳ vào. Dương Diệp không dám khinh thường, thân hình khẽ động, ngồi xuống trên lưng Cùng Kỳ, cùng lúc đó, cổ sao trong táng thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Ở dưới Dương Diệp bày mưu đặt kế, Cùng Kỳ thả người nhảy lên, đụng tới trưởng ấn, khi tới trước trưởng ấn, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Kiếm bổ vào trưởng ấn, hắc trưởng run lên kịch liệt. Phía trên lập tức xuất hiện vô số vết rách, nhưng hắc trưởng không có vỡ vụn, trái lại Dương Diệp và Cùng Kỳ thì bị chấn ra ngoài ngàn trượng, tốc độ của hắc trưởng không giảm, tiếp tục oanh tới Dương Diệp và Cùng Kỳ. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, sau một khắc, hắn và Cùng Kỳ lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Trong trang lần nữa vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hắc trưởng ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp và Cùng Kỳ lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bọn hắn bị chấn ra ngoài, bất kể là Dương Diệp hay Cùng Kỳ, sắc mặt đều kịch biến, bởi vì sau khi hắc trưởng vỡ vụn, những tư tuyến ra vậy mà không có biến mất, sau đó bay thẳng đến bọn hắn. Tia vũ trụ. Trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới mình tăng thêm Cùng Kỳ và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng không thể chém dụng tia vũ trụ. Tia vũ trụ này khủng bố có chút vượt qua dự liệu của hắn. Không dám khinh thường, cũng không dám có giữ lại. Mi tâm Dương Diệp, kiếm thần ấn đột nhiên sáng lên, rất nhanh, kiếm ý quanh người hắn điên cuồng tăng vọt. Oanh! Một cỗ kiếm ý lăng không xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, sau khi cổ khí thế này xuất hiện, không gian trong trang lập tức sôi trào lên. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Mà lúc này, những tia vũ trụ kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ rút ra. Sau khi ra chỉ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp sao mà khủng bố. Oanh! Những tia vũ trụ ở trước mặt bị Dương Diệp một kiếm chém vỡ, sau khi những tia vũ trụ này bị chém vỡ, Dương Diệp cũng không có dừng tay, kiếm vào vỏ, Cùng Kỳ mạnh mẽ thả người nhảy lên, bắn mạnh tới Thiên Ma Chủ. Xa xa, Thiên Ma Chủ thấy tia vũ trụ bị chém nứt, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin, hắn không nghĩ tới. Kiếm ý của Dương Diệp lại ở thời khắc này đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Hai ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Dương Diệp đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt. Trong mắt Thiên Ma Chủ hiện lên lệ khí, thân thể của hắn đột nhiên rung rung kịch liệt. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát ra vô số lôi trụ màu đen. Những lôi trụ này như vỡ đê từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chỉ một cái chớp mắt. Toàn bộ chân trời bị lôi trụ bao trùm, mà Dương Diệp và Cùng Kỳ cũng bị dìm ngập ở trong đó. Trảm! Lúc này ở trong lôi đình, đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp, ngay sau đó, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Lôi đình run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm khí sáng như tuyết lóe lên. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Dương Diệp không có giữ lại. Dùng tất cả huyền khí và tinh thần chi lực còn sót lại trong cơ thể mình thi triển ra hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra.
quanh. Những nơi kiếm khí đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lôi đình bị mổ ra. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, thiên ma chủ bay ngược ra ngoài gần vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người thiên ma tinh vực thảm trắng, bởi vì bọn hắn không chỉ chứng kiến thiên ma chủ bay ra ngoài, còn chứng kiến thiên ma bá thể trên người thiên ma chủ đã triệt để biến mất. Thất bại! Thiên ma chủ thất bại! Đúng lúc này, cùng kỳ trở Dương Diệp chui ra, vì cái gì nói trở ra, bởi vì lúc này Dương Diệp là bò ở trên lưng cùng kỳ. Vừa rồi một kiếm kia, là cực hạn của hắn rồi. Bất quá cũng may có tinh thần hộ thể thuật chống, hắn còn không đến mức hôn mê tàn phế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thiên ma chủ, không chút do dự, hắn vỗ vỗ cùng kỳ hiểu ý, sau đó vọt tới thiên ma chủ. Vừa rồi một kích kia của thiên ma chủ, kỳ thật cũng là một kích cuối cùng, hắn phóng ra tất cả ma lôi, bởi vậy bá thể mới có thể biến mất. Nhưng một kích mạnh nhất của hắn cùng một kích của Dương Diệp đụng nhau, hắn thua. Bởi vậy không chỉ bá thể biến mất, bản thân còn bị trọng thương. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay thời điểm Dương Diệp và cùng kỳ đi vào trước mặt thiên ma chủ. Làm càn. Lúc này thiên ma chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và cùng kỳ, bất quá lúc này, sắc mặt hắn có chút quỷ dị, ngay sau đó một bóng người hư ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu thiên ma chủ. Bóng người đen kịt, thân thể hư ảo, ở mi tâm có một chữ ma. Sau khi bóng người hư ảo xuất hiện, trong tràng đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng, so với khí tức của thiên ma chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Đây là cái gì quỷ? Cùng kỳ hỏi. Quản hắn khỉ gió cái quỷ gì, trước giết rồi nói. Dương Diệp quát. Cũng đúng. Cùng kỳ nhẹ gật đầu, muốn tiến lên, nhưng lúc này đế nữ lại đột nhiên chắn ở trước mặt của bọn hắn. Đế nữ lắc đầu, sau đó nói. Cái này có thể là viễn cổ thiên ma. Viễn cổ thiên ma. Dương Diệp nhíu mày. Cái kia là vật gì? Đế nữ trầm giọng nói. Không có người biết rõ lai lịch của bọn nó. Chỉ biết trên trán bọn hắn đều có chữ ma. Bọn họ là hư ảo, nhưng cũng là sự thật, dựa vào thủ đoạn ảo cả, tinh thần hay linh hồn tiến hành công kích, chúng am hiểu nhất chế tạo ảo cảnh cùng công kích tinh thần huyền giả, khiến cho đối phương mất phương hát xê ứng, đánh mất bản tính, sau đó bị bọn hắn chiếm thân thể. Sau khi thân thể bị bọn hắn chiếm, bọn hắn có thể bằng vào thân thể này đến tu luyện, không ngừng để cho mình biến thành càng cường đại hơn. Nói đến đây, đế nữ dừng một chút. Sau đó nói, chúng ta điều tra qua thiên ma chủ, tuy năm đó hắn cũng thiên phú chắc tuyệt, nhưng lại không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng thực lực hắn tăng vọt, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ vô số thế giới. Chúng ta suy đoán hắn đạt được qua truyền thừa gì, nhưng không nghĩ tới hắn đạt được là thiên ma truyền thừa, hơn nữa trong cơ thể có một thiên ma. Tiểu nữ oa đối với chúng ta khá hiểu rõ a. Đúng lúc này. Bóng đen hư ảo đột nhiên mở miệng. Đế nữ quay người nhìn về phía bóng người hư ảo nói. Các hạ, chúng ta không có ý đối địch các hạ có thể tự hành rời đi, nhưng thiên ma chủ nhất định phải lưu lại. Trên lưng cùng kỳ, Dương Diệp lấy ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó nhìn về phía thiên ma, hắn biết rõ, đế nữ không cho hắn và cùng kỳ động thủ khẳng định có dụng ý của nàng, bởi vậy hắn không có vội động thủ, dù sao lúc này thiên ma chủ đã phế. Mà hắn tuy không có chiến lực gì, nhưng bên bọn hắn còn có cùng kỳ, đế nữ. Về phần chiến đấu phía dưới chiến đấu càng không cần lo lắng. Bởi vì lúc này bên thiên ma tinh vực đã chết thất thất bát bát, còn thừa một ít người, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cùng ta là địch, thiên ma cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, đế nữ còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại ngăn trở nàng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ cùng kỳ nói. Chơi hắn. Cùng kỳ hiển nhiên cũng khó chịu thiên ma, trực tiếp thả người nhảy lên, bắn mạnh tới thiên ma chủ cùng thiên ma. Muốn chết! Nhìn thấy Dương Diệp và cùng kỳ động thủ, thần sắc của thiên ma chủ lập tức dữ tợn lên, tay phải hắn đưa về phía trước, sau đó cách không công kích Dương Diệp. Oanh! Xa xa, một cổ lực lượng kinh khủng oanh lên người cùng kỳ, tuy cổ lực lượng này rất mạnh, nhưng đối với Dương Diệp và cùng kỳ mà nói, quá yếu, bởi vậy Dương Diệp và cùng kỳ tiến quân thần tốc. Trực tiếp đâm vào trên người thiên ma chủ cùng thiên ma. Không. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thiên ma ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung ra. Như vậy liền chết. Dương Diệp và cùng kỳ đều sửng sốt, thiên ma yếu như vậy.
Con mẹ nó, người yếu như vậy còn làm nhãm cái gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ cau mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tiểu tử, giống như có chút gì là lạ. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, không nói gì. Một lát sau, đế nữ đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Đã chết rồi coi như xong, chúng ta đi tiêu diệt những người kia của Thiên Ma Tinh Vực a. Nói xong, đế nữ muốn kéo tay Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên nắm Táng Thiên chém về phía đế nữ. Kiếm ra, đế nữ bị một kiếm này chém thành hư vô. Phía dưới, tất cả mọi người sửng sốt, đặc biệt là Thiên Vân Tinh Vực, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đột nhiên xuất thủ với đế nữ. Lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi. Không chung, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Không thể không nói, ảo cảnh của ngươi xác thực rất không tồi, thật cũng là giả, giả cũng là thật, cho dù là ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi giấu kín, bất quá đáng tiếc, ta không đơn thuần là kiếm tâm thông minh. Nói xong, qua hai tức, trang cảnh đột nhiên biến ảo, ngay sau đó, đế nữ, bị Dương Diệp chém giết xuất hiện ở cách đó không xa, mà thiên ma chủ cùng thiên ma nguyên bản bị chém giết cũng xuất hiện ở vị trí nguyên lai. Ảo cảnh. Vừa rồi hết thảy đều là ảo cảnh. Kỳ thật mới đầu Dương Diệp cũng thiếu chút bị ảo cảnh lừa gạt, bởi vì kiếm tâm thông minh hắn cũng không có nhìn ra có cái gì khác thường, bất quá sau khi cùng Kỳ nhắc nhở, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn thi triển ra kiếm vực, ở trong kiếm, hắn lập tức phát hiện đây là ảo cảnh. Nguyên bản mảnh không gian này không thuộc về hắn, bởi vậy hắn không cách nào cảm nhận được mảnh không gian này, nhưng khi hắn thi triển kiếm vực, mảnh không gian này hoàn toàn cùng tinh thần của hắn dung làm một thể, chỉ cần có chút khác thường. Hắn có thể cảm thụ rành mạch. Đơn giản một chút, kiếm tâm thông minh tăng thêm kiếm vực, mặc kệ ảo cảnh gì đối với hắn cũng không có tác dụng. Có lẽ có ảo cảnh lợi hại hơn có thể lừa gạt kiếm vực, nhưng thiên ma ảo cảnh đối với hắn là vô dụng. Nhìn thấy Dương Diệp, đế nữ thở dài một hơi, trước kia nàng cũng ở trong một ảo cảnh, bất quá cũng may, thực lực và tâm tính của nàng vốn rất mạnh, giống như cùng Kỳ, tuy không thấy ra là ảo cảnh, nhưng cảm giác được không đúng. Bởi vậy thời khắc đề phòng, không cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Đúng lúc này, xa xa thiên ma đột nhiên nói. Không nghĩ tới, dễ dàng như thế liền khám phá ảo cảnh của ta, thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thiên ma cùng thiên ma chủ, lúc này, ánh mắt của thiên ma chủ ngốc trệ, sớm đã không có khí thế trước kia, giống như một khôi lỗi. Nhìn thiên ma chủ một chút. Dương Diệp nhìn về phía thiên ma nói. Ta là người không thích nói nhảm, thiên ma chủ phải chết, nếu ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể ly khai. Giết thiên ma hay không, không phải rất trọng yếu, dù sao thiên ma này cũng là lợi dụng thiên ma chủ, chỉ cần thiên ma chủ chết, thiên ma tinh vực liền triệt để xong đời, kỳ thật lúc này thiên ma tinh vực đã triệt để xong đời. Bất quá chỉ cần có thiên ma chủ, thiên ma tinh vực sẽ quật khởi, bởi vậy thiên ma chủ phải chết. Hắn là túc thể của ta, không thể chết được. Thiên ma nhìn Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý trở thành túc thể của ta mà nói, hắn có chết hay không, ngược lại không sao cả. Còn có, nếu như ta muốn dẫn hắn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, tin tưởng ta, cho dù là hung thủ bên cạnh ngươi cũng đừng muốn đuổi theo chúng ta. Túc thể. Dương Diệp nhíu mày. Cái kia là vật gì? Là ký túc ở trong cơ thể ngươi. Đế nữ đột nhiên nói. Mượn nhờ thân thể của ngươi đến tu luyện, kỳ thật giống như cùng kỳ, bất quá cùng kỳ là dựa vào bản thân tu luyện, mà hắn là dựa vào ngươi tu luyện, ví dụ như ngươi tu luyện, bản thân sẽ phân ra linh khí cho hắn, trừ đó ra, về sau bất kể là cảnh giới ngươi tăng lên, hay linh hồn, tinh thần lực tăng lên, đều sẽ phân một nửa cho hắn. Đơn giản mà nói, là một mình ngươi tu luyện, nhưng thành quả của ngươi lại phải phân ra một nửa. Loại việc ngốc này, thiên ma chủ lại chịu. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nhất định là có lợi ích khác. Đế nữ trầm giọng nói. Đương nhiên là có chỗ tốt. Lúc này thiên ma đột nhiên nói. Dương Diệp, trước kia thiên ma bá thể ngươi cảm thấy như thế nào? Rất mạnh. Dương Diệp trung thực nói. Cái kia xác thực rất mạnh, có thể nói, thiên ma bá thể này mạnh hơn tinh thần hộ thể thuật rất nhiều, nếu như không phải thiên ma chủ công kích chưa đủ, hắn và cùng kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là ta truyền thụ cho hắn. Thiên ma nói. Dương Diệp, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành túc thể, đến lúc đó,
bất kể là công pháp hay huyền kỹ cường đại, cái gì cần có đều có, trừ đó ra, ta còn có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, cho tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như thế, chờ ngày sau ngươi đi đại thế giới, còn có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì ta biết rõ một ít thượng cổ di tích của đại thế giới, những di tích kia khẳng định đều không có bị phát hiện, có ta dẫn đầu, những di tích kia đều là của ngươi. Thanh âm của thiên ma tràn đầy hấp dẫn. Dương Diệp trầm mặc, giống như có chút ý động. Một bên, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, cũng không nói gì thêm. Dương Diệp ở trong lòng nàng, không phải một kẻ ngu, phải nói nhiều khi, Dương Diệp cực kỳ mưu mô xảo trá, loại chuyện có hại mình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Lúc này thiên ma lại nói. Dương Diệp, thiên phú của ngươi rất tốt, nếu ta và ngươi liên thủ, ngày sau nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ đại thế giới, mà ngươi cũng vô cùng có khả năng trở thành đại thế giới chi chủ tương lai, chỉ huy chư thiên vạn giới. Với ta mà nói, đây là một cơ hội, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Tiểu tử, thằng này thi triển tinh thần công kích với ngươi, cẩn thận. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Cùng Kỳ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên ma nói. Thiên ma bá thể thật sự có. Đương nhiên là có. Thiên ma vội vàng nói. Không chỉ thiên ma bá thể, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành túc thể của ta, công pháp mạnh hơn thiên ma bá thể cũng có. Dương Diệp trầm mặc, bất quá nhìn từ bên ngoài, hắn xác thực là có chút động tâm. Thiên ma lại nói. Chứng kiến thiên ma chủ không, hắn vốn chỉ là một người thiên phú hơi tốt, tình huống bình thường, hắn không thể nào đạt tới trình độ hôm nay. Nhưng có trợ giúp của ta, hắn không chỉ thành tuyệt thế cường giả, còn thống trị trên trăm tiểu thế giới cùng với một trung thế giới, nếu như không phải ngươi xuất hiện, hắn đã thống trị toàn bộ thiên vân tinh vực. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tốt, ta đáp ứng. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Tốt, trong thanh âm của thiên ma mang theo kích động. Bây giờ ngươi mở ra tâm thần, ta muốn đi vào trong cơ thể ngươi, sống nhờ ở trong thức hải, ngươi yên tâm, cái này sẽ không có ảnh hưởng gì với ngươi. Bất quá mới đầu có thể sẽ có chút không thích ứng, nhưng đây đều là tình huống bình thường, qua một hồi là tốt rồi. Ngươi phải cho ta thiên ma bá thể. Giống như sợ thiên ma chủ đổi ý, Dương Diệp đột nhiên nói. Yên tâm, thiên ma bá thể không thể thiếu ngươi. Thiên ma nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào mi tâm Dương Diệp. Sau khi tiến vào mi tâm Dương Diệp, tiếng cười của thiên ma đột nhiên vang lên. Ha ha Dương Diệp, chúc mừng ngươi, trở thành nô lệ mới của ta. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Tuy là chiêu cũ, nhưng hữu dụng là được. Rất nhanh, thanh âm của tên thiên ma này im bặt. Ngay sau đó, trong đầu Dương Diệp truyền đến thanh âm hoảng sợ của thiên ma. Đây là cái gì? Đây là cái gì? À không! Thời gian dần trôi qua, thanh âm của thiên ma càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Trong trang, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai, tên thiên ma này thật là tự tìm đường chết. Về phần trước kia thiên ma hứa hẹn, hắn tự nhiên là không tin. Không thấy kết cục của thiên ma chủ sao? Lúc này thiên ma chủ còn chưa chết, nhưng đã triệt để phế đi. Trước kia thiên ma ly khai cơ thể hắn, cũng đã mang đi toàn bộ sinh cơ cùng với năng lượng trong cơ thể hắn, mà thiên ma chủ căn bản không có biện pháp phản kháng, cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma làm như vậy. Một cái giá lớn, dựa vào người khác thu hoạch thực lực cường đại, cuối cùng là như hoa trong gương trăng trong nước, không đáng tin cậy. Sau khi thiên ma bị Hồng Mông Tháp trấn giết, chút ít lân phiến trên nông người Dương Diệp dần dần biến mất, ngay sau đó một cỗ cảm giác trống rỗng và suy yếu giống như thủy triều tràn ra. Đầu Dương Diệp oanh một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống trên lưng Cùng Kỳ. Ngươi! Trong tràng vang lên thanh âm khẽ run của đế nữ. Sau khi thiên ma chủ cùng thiên ma chết, người bên thiên ma tinh vực trốn thì trốn, chết thì chết. Không có bất cả kỳ ngoài ý muốn, thiên vân tinh vực thắng. Trong thiên vân thành, vô số người hoan hô, vô số người gầm rú. Hưng phấn, phát tiết. Người không có gặp phải tử vong là không biết còn sống là một chuyện hạnh phúc cỡ nào, chỉ có thử qua tử vong, mới có thể càng thêm quý trọng tánh mạng. Thiên vân thành, trong phòng. Gian phòng không quá xa hoa, nhưng lại rất tinh xảo, tuy trang sức đơn giản, nhưng không khó nhìn ra, chủ nhân của gian phòng là nữ tính. Đây chính là gian phòng của đế nữ. Trên giường,
nằm chính là Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo, trên người thỉnh thoảng tản ra sát ý và kiếm ý lăng lệ ác liệt, mà giờ khắc này, bất kể là kiếm ý hay sát ý, đều rất cuồng bạo. Cắn trả, tiêu hao thân thể, nhiều lắm là suy yếu thoáng một phát, vấn đề không phải đặc biệt lớn, nhưng cường hành tăng lên kiếm ý, lại sẽ gặp phải cắn trả, mà cái cắn trả này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại hy vọng gọi hai tiếng, hoặc lăn trên mặt đất phát tiết. Nhưng không được, bởi vì đế nữ ngay ở bên giường, hắn không muốn mất mặt. Không phải là thống khổ sao, nhịn một chút là tốt rồi. Nhẫn. Bên giường, đế nữ ôn nhu nhìn Dương Diệp, nàng biết rõ hiện tại Dương Diệp rất thống khổ, nhưng nàng cũng bất lực, lực lượng của nàng không đủ, còn chưa đủ để cường hành trấn áp kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, chỉ có thể để chính nó chậm rãi khôi phục bình thường. Nếu như cường hành trấn áp, ép không được, Dương Diệp liền thảm rồi. Bởi vậy nàng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía đế nữ. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười còn khó coi hơn khóc. Người đi ra ngoài trước một chút đi, ta sợ ta sẽ thất thố. Tư vị kiếm ý cắn trả, thật sự là quá thống khổ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn đến cuối cùng mới cường hành tăng lên kiếm ý, bởi vì hắn thật sự không muốn bị kiếm ý cắn trả. Kỳ thật, nếu như là người bình thường, căn bản không chịu nổi loại thống khổ này, cũng chỉ có Dương Diệp thường xuyên bị các loại tra tấn mới có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Kỳ thật hắn rất muốn bất tỉnh, nhưng hắn không dám. Hắn sợ sau khi mình bất tỉnh, kiếm ý sẽ sằng bậy. Hiện tại kiếm ý rất không ổn định, cực kỳ không ổn định, làm không tốt sẽ phệ chủ, đây không phải không thể xảy ra, cũng không phải nói kiếm ý thật sự muốn phệ chủ, mà lúc này kiếm ý của hắn cuồng bạo đến chính mình cũng rất không ổn định. Cho nên hắn chỉ có thể cường chống. Đế nữ lắc đầu, sau đó thò tay kéo tay Dương Diệp. Ta giúp ngươi. Dương Diệp cười khổ, hắn là muốn gọi hai tiếng A. Ngươi ở nơi này, ta làm sao gọi? Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, nắm chặt tay đế nữ, sau đó nói. Đừng lo lắng, loại chuyện này ta kinh nghiệm nhiều lắm, không có gì, nhịn một chút là tốt rồi. Kỳ thật lúc trước cùng ngươi ước định. Lúc này đế nữ đột nhiên nói khẽ. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ không cuốn vào, càng sẽ không thiếu chút nữa chết mất, ngươi trách ta không? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Đế nữ lắc đầu, không nói gì. Dương Diệp cười cười nói. Trước kia ta đã từng nói qua, ta và ngươi tầm đó, thật sự không cần phải đi so đo những chuyện này. Ngươi một mực so đo, để cho ta cảm thấy ngươi coi ta là ngoại nhân, trong nội tâm của ta có chút không thoải mái. Về sau đừng nói loại lời này nữa, được không? Đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt. Về sau không nói. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nói. Vị nhiên, về sau ngươi có tính toán gì không? Đế nữ lắc đầu nói. Không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi thì sao? Ta muốn đi đại thế giới. Dương Diệp nói. Nước chảy xuống thấp, người thường đi chỗ cao, hắn tự nhiên muốn đi đại thế giới nhìn xem, hơn nữa quan trọng nhất là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ở đại thế giới. Bất quá trước khi đi đại thế giới, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ví dụ như đám người Tô Thanh Thi, còn có An Nam Tính, những chuyện này đều phải xử lý tốt. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Nói xong, nàng dừng một chút, giống như muốn nói cái gì. Muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Đế nữ lắc đầu nói. Đợi ngươi khôi phục lại nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực. Hiện tại hắn cần để cho mình khôi phục bình thường. Dương Diệp cũng không nói chuyện, hai mắt chậm rãi đóng chặt, sau đó hấp thu linh khí bắt đầu chữa trị thân thể. Hắn cũng không phải chỉ có kiếm ý cắn trả, thân thể của hắn tiêu hao rất lớn, bởi vậy lúc này thân thể cũng cần khôi phục. Cứ như vậy, ước chừng qua hai ngày, Dương Diệp chậm rãi khôi phục bình thường. Mà ở trong hai ngày này, đế nữ một mực ngồi ở bên giường Dương Diệp, nửa bước không rời. Sau khi thân thể khôi phục, Dương Diệp mở hai mắt nhìn về phía đế nữ, sau đó mỉm cười nói. Tốt không sai biệt lắm, đi, mang ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn nắm tay đế nữ, thân hình khẽ động tiến vào Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Sau khi tiến vào Hồng Mông Tháp, đế nữ nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ, còn có một tia khiếp sợ. Cái này, đây là...
Dương Diệp cười nói. Cái này là bảo vật lúc trước ngươi muốn cướp. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên nhu hòa. Lúc trước, dùng thực lực của đế nữ, là có khả năng cướp đi Hồng Mông Tháp, nhưng đế nữ không có làm như vậy. Đế nữ lắc đầu nói. Vật ấy chính là vật của vị tiền bối kia, nó đã đạt đến một trình độ coi như là ta cũng không thể lý giải, nếu ta giết ngươi lấy đi nó, khó bảo toàn sẽ không bị nó nhằm vào. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, lúc trước nếu như không phải ngươi hạ thủ lưu tình, khả năng ta đã không còn trên thế giới này rồi. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước ngươi rất yếu. Hiện tại thì sao? Dương Diệp nói. Vẫn rất yếu. Đế nữ nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, đế nữ cũng bắt đầu nghịch ngợm rồi. Lúc này đế nữ lại nói. Ta thật không ngờ, ngắn ngủn hơn 2 năm, ngươi phát triển đến loại trình độ này. Ngươi là một người có đại khí vận, nhưng thường thường người có đại khí vận luôn nhấp nhô, có nhiều tai nạn. Ngươi sau này khả năng còn chịu rất nhiều cực khổ, bất quá cũng bình thường, ngươi, từ nhỏ vốn là chịu khổ. Dương Diệp đột nhiên giữ chặt hai tay đế nữ, sau đó nói. Ngươi nguyện ý cùng ta đi qua tất cả khó khăn chứ? Đế nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Không muốn sao? Thần sắc Dương Diệp có chút ảm đạm. Đúng lúc này, đế nữ đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, sau đó nói khẽ. Khi ta biết ngươi đi thiên ma tinh vực, ta biết rõ, phần nhân tình này, ta phải dùng một đời đến trả. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể dùng cả đời đến trả. Dương Diệp ôm eo của đế nữ, cười khổ nói. Sự tình thật đẹp bị ngươi nói giống như làm kinh doanh vậy. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy đế nữ là báo ân, đế nữ cũng không phải loại người như vậy, chính hắn cũng không phải loại người như vậy. Hắn cùng với đế nữ tầm đó, ở chung không phải lâu, nhưng bọn hắn lại có tình cảm nói không rõ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước đế nữ cùng hắn ước định 3 năm. Nếu như đế nữ không có tình cảm với hắn, chắc chắn sẽ không cùng hắn ước hẹn 3 năm. Đế nữ không nói gì, Dương Diệp cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy ôm nhau. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp giữ chặt tay đế nữ nói. Đi, mang ngươi nhìn hai gia hỏa kia. Nói xong, hắn mang theo đế nữ đi tới trước hai con thiên ma lang bị Hồng Mông Tháp trấn áp. Lúc này, hai con thiên ma lang gắt gao bò dưới đất, thân thể vẫn còn lạnh run, đầu vùi trong mặt đất, phảng phất như gặp chuyện đáng sợ gì. Khi thấy Dương Diệp và đế nữ, hai con thiên ma lang lập tức lộ ra vẻ cầu xin. Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng, hắn không rõ vì sao Hồng Mông Tháp có lực trấn nhiếp khủng bố như vậy, kể cả cùng kỳ cũng không dám tiến vào. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, bất kể như thế nào, Hồng Mông Tháp là của hắn. Dương Diệp nhìn hai con thiên ma lang nói. Một điều kiện, thần phục ta, bằng không thì, chết, không có con đường thứ ba. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hai con thiên ma lang này, tuy hai con thiên ma lang không có mạnh như cùng kỳ, nhưng đây chính là hung thú có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong, hơn nữa cùng kỳ có chút không đáng tin cậy, không đến lúc hắn sắp chết. Căn bản sẽ không ra ngoài hỗ trợ. Có hai con thiên ma lang, hắn chẳng khác nào nhiều hơn hai thần giả cảnh đỉnh phong. Cho nên hai con thiên ma lang này, không thần phục cũng phải thần phục. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt hai con thiên ma lang có một tia do dự, mà lúc này, Dương Diệp lại kéo đế nữ xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, hai con thiên ma lang nóng nảy, vội vàng chạy theo Dương Diệp và đế nữ. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, làm cái gì cũng được. Ở dưới đế nữ trợ giúp, Dương Diệp khống chế thú hồn của hai con thiên ma lang, đến tận đây, Dương Diệp ngoại trừ cùng kỳ, lại thêm hai hung thú. Dương Diệp và đế nữ cũng không có dừng lại ở trong Hồng Mông Tháp, hiện tại bên ngoài có rất nhiều chuyện chờ bọn hắn xử lý. Vừa ra Hồng Mông Tháp, Phần Thương Viêm đi tới trước mặt Dương Diệp và đế nữ, sau đó nói. Tiểu thư, Dương thiếu gia, người man hoang tinh vực đến. Nói là tới để thân. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Cầu hôn. Tuy Thiên Vân tinh vực đánh bại Thiên Ma tinh vực, nhưng mình cũng tổn thất thảm trọng, tựa như hiện tại, trừ Thiên Vân đại lục, thế giới còn lại của Thiên Vân tinh vực còn không có thu hồi lại. Không phải không muốn thu, mà hiện tại Thiên Vân tinh vực không có năng lực như thế. Phải biết, sở dĩ Thiên Vân tinh vực có thể đánh bại Thiên Ma tinh vực, là vì Dương Diệp cùng ba thần giả hắn mang đến. Trừ Dương Diệp và cùng kỳ, còn có đám người nguyên lão, bên Thiên Vân tinh vực đã cầm không ra cường giả gì.
Bởi vì bất kể là Trang Vị Thiên hay Thiên Yêu Thiền, lúc này đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào chiến đấu. Mà vừa lúc này, người man hoang tinh vực lại đến rồi. Hơn nữa còn là cầu hôn. Thật sự là đánh bản tính tốt ha. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, đừng nhìn hiện tại Thiên Vân Tinh vực nguyên khí đại thương, kỳ thật hiện tại Thiên Vân Tinh vực chính là một bảo vật. Nếu như đế nữ gả cho thế tử của man hoang tinh vực, như vậy man hoang tinh vực có thể trực tiếp bỏ Thiên Vân Tinh vực vào túi, quan trọng nhất là, bọn hắn còn có thể danh chính ngôn thuận đi thu địa bàn của Thiên Ma Tinh vực. Một hòn đá ném hai chim. Chỉ cần cưới đế nữ, chẳng khác nào đạt được hai chung thế giới, hơn 200 tiểu thế giới. Thay lời khác mà nói, Dương Diệp hắn cùng đám người đế nữ liều chết liều sống, sau đó man hoang tinh vực muốn tới lấy tiện nghi. Nghĩ đến đây, thần sắc Dương Diệp băng lạnh. Nhìn thấy thần sắc Dương Diệp, trong nội tâm Phần Thương Viêm dùng mình, không dám nói chuyện. Tính cách của Dương Diệp quả thực làm cho người sợ hãi, đặc biệt là lúc hắn tức giận, đây tuyệt đối là một tên điên chính cống. Kinh khủng nhất chính là tên điên này còn có thực lực khủng bố. Lúc này, đế nữ đột nhiên kéo tay Dương Diệp lại. Man hoang tinh vực là một tinh vực tam tinh không thua Thiên Ma tinh vực, bất quá không sao, có cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn hắn là muốn cầu hôn như thế nào. Nói xong, Dương Diệp nắm tay đế nữ đi ta. Nhìn Dương Diệp và đế nữ, Phần Thương Viêm cười khổ. Một lớp vừa bình, một lớp lại lên. Chiến thần điện. Trong đại điện, ngồi ở chủ vị chính là Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền, mà ở phía dưới, ngoại trừ người Thiên Vân Tinh vực, còn có hai nam tử cùng một nữ tử dễ làm người khác chú ý. Hai nam tử hình thể cao lớn, so với người bình thường thì lớn hơn một vòng, dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, toàn thân thoạt nhìn tràn đầy lực lượng. Nàng kia hình thể tuy cũng cao lớn, nhưng dung nhan cực kỳ đẹp mắt, so với nữ tử bình thường, ngược lại có phong tình khác. Hiển nhiên, ba người này đến từ man hoang tinh vực. Lúc này, nam tử hoa bào cầm đầu đứng dậy, nhìn Trang Vị Thiên ôm quyền cười nói. Chúc mừng Thiên Vân Tinh vực đánh bại cường địch, từ nay về sau, ở vị diện này, không có thế lực nào dám xem nhẹ Thiên Vân Tinh vực rồi. Trang Vị Thiên thản nhiên nhìn nam tử hoa bào nói. Man Chí, nếu như ngươi là tới chúc mừng, Thiên Vân Tinh vực ta hoan nghênh, nhưng nếu như là tới cầu hôn, vậy thì đừng nói. Vị Nhiên là một nữ tử hiếu thắng, nàng nói không lấy chồng, cho dù là ta cũng không có biện pháp bức nàng. Hắn tự nhiên không dám bức đế nữ, trước kia không dám, hiện tại càng không dám. Bởi vì Phần Thương Viêm đã một mình tìm hắn nói qua, ngàn vạn lần đừng lấy đế nữ đi giao dịch với man hoang tinh vực, hoặc lợi dụng nàng đi làm cái gì, bằng không thì Dương Diệp trở mặt, hậu quả kia tuyệt đối không phải Thiên Vân tinh vực có thể thừa nhận được. Kỳ thật đối với Dương Diệp, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Đây chính là một người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, hơn nữa hiện tại hắn đã biết được sự tình Thiên Ma Đại Lục. Phải nói, rất nhiều người đã biết rõ sự tình ở Thiên Ma Đại Lục. Dương Diệp tàn sát cả một tòa thành. Hắn không phải ngu dốt, tự nhiên nhìn ra nữ nhi của mình cùng Dương Diệp tầm đó nhất định là có quan hệ gì, bằng không Dương Diệp làm sao có thể vì con gái mình đi tàn sát cả thành. Hơn nữa còn chống lại Thiên Ma chủ không ai bì nổi. Hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục giống như trước đi bước đế nữ, hắn không chỉ mất đi nữ nhi của mình, còn có thể đắc tội Dương Diệp. Phía dưới, Man Chí cười cười nói. Trang tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, trước kia ngươi đáp ứng, nói muốn gả đế nữ điện hạ cho thiếu chủ nhà ta, hiện tại ngươi lại đổi ý, cái này truyền đi, đối với thanh danh của ngươi cùng Thiên Vân Tinh vực, ảnh hưởng thật không tốt ha. Không tốt thì đã sao? Trang Vị Thiên lạnh nhạt nói. Man Chí, tất cả mọi người là người thông minh, xé rách ra mặt nói thẳng a. Trước kia sở dĩ ta đáp ứng, là hy vọng được man hoang tinh vực các ngươi trợ giúp, nhưng man hoang tinh vực ngươi không có tới giúp bọn ta, cho nên ta không thấy Thiên Vân tinh vực thiếu nợ man hoang tinh vực ngươi cái gì. Man Chí nhẹ gật đầu nói. Chúng ta cũng minh bạch, cái gọi là quan hệ thông gia, kỳ thật chính là vì lợi ích, nhưng hôm nay ta tới, không nói chuyện lợi ích. Ta muốn nói là, thế tử nhà ta là thật tâm ưa thích đế nữ điện hạ, muốn cùng nàng kết duyên. Trang tiền bối, nếu đế nữ điện hạ cùng thế tử nhà ta liên thủ, dùng thiên phú của đế nữ điện hạ, tất sẽ đạt được man hoang tinh vực ta bồi dưỡng, mà Thiên Vân tinh vực cùng man hoang tinh vực liên thủ, ngày sau chúng ta vô cùng có khả năng trở thành thế lực tứ tinh,
hoặc là thế lực ngũ tinh, thậm chí tiến quân đại thế giới cũng không phải không được. Tiến quân đại thế giới. Hai tay Trang Vị Thiên chậm rãi nắm lại, đây tuyệt đối là mộng tưởng của tất cả huyền giả. Đặc biệt là đạt tới thần giả, muốn tăng lên, chỉ có đi đại thế giới. Đạt tới cấp bậc như bọn hắn, muốn ở hạ vị diện tiếp tục tăng lên, là cực kỳ khó khăn, không phải nói không thể, mà là không dám. Bởi vì nếu bọn hắn đột phá, thế giới hạ vị diện căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn, nếu như cường hành đột phá, sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Loại chuyện ngạnh kháng thiên đạo này, không phải là không có, nhưng người dám ngạnh kháng thiên đạo, đều là tuyệt thế thiên tài, vạn năm mới xuất hiện một cái. Bởi vậy, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi đại thế giới tấn chức, ở đó tấn chức, tuy cũng sẽ có thiên đạo ngăn trở, nhưng đó là thiên kiếp bình thường, mà nếu như ở hạ vị diện tấn cấp, cái không phải thiên kiếp bình thường, mà là tử kiếp trong truyền thuyết, đơn giản mà nói, là thiên kiếp hẳn phải chết. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên lắc đầu nói. Sự tình cầu hôn, Vị Nhiên sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, nếu như không có chuyện gì, mời ba vị trở về đi. Tuy hắn biết Man Chí nói sự tình rất có thể thực hiện, dù sao thực lực của Man Hoang Tinh Vực rất mạnh, nếu như tăng thêm Thiên Vân Tinh Vực, thực lực sẽ nâng cao một bước, ngày sau muốn lên đại thế giới, không phải là không được. Nhưng hắn không muốn mất đi nữ nhi của mình, càng không muốn đắc tội Dương Diệp. Còn có, trước kia lúc Thiên Vân Tinh Vực nguy cơ, dưới tình huống không có lợi ích, Man Hoang Tinh Vực mặc kệ Thiên Vân Tinh Vực chết sống, nhưng Dương Diệp lại không tính lợi ích, làm việc nghĩa không chùn bước đến tương trợ. Dương Diệp cùng Man Hoang Tinh Vực tầm đó, kẻ đần cũng biết nên chọn ai. Nghe được Trang Vị Thiên nói, nụ cười trên mặt Man Chí dần dần biến mất. Một lát sau, Man Chí lạnh nhạt nói. Tiền bối cảm thấy nguy cơ của Thiên Vân Tinh Vực đã giải trừ rồi. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt của Trang Vị Thiên trầm xuống. Man Chí cười cười nói. Tiền bối có lẽ rất rõ ràng tình cảnh của Thiên Vân Tinh Vực, tuy Thiên Vân Tinh Vực chiến thắng Thiên Ma Tinh Vực. Nhưng các ngươi tổn thất thảm trọng, ngay cả hai vị tiền bối cũng bị trọng thương, mà bán thần cùng cường giả hư giả cảnh còn lại, số lượng càng ít. Có thể nói, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực rất suy yếu, rất nhiều tinh vực đều đang ngó chừng các ngươi. Ở trong đó cũng kể cả Man Hoang Tinh Vực các ngươi, đúng không? Trang Vị Thiên lạnh lùng nói. Man Chí lắc đầu nói. Tiền bối, giống như trước kia, chúng ta thật sự hy vọng có thể cùng Thiên Vân Tinh Vực kết thân. Chỉ cần đế nữ điện hạ đáp ứng gả cho thế tử chúng ta, về lau sự tình của Thiên Vân Tinh Vực, là sự tình của Man Hoang Tinh Vực chúng ta. Không chỉ như thế, Thiên Vân Tinh Vực mất đi, Man Hoang Tinh Vực chúng ta si cũng sẽ giúp các ngươi cầm lại. Nếu như ta không lấy chồng thì sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, ngay sau đó, đế nữ cùng Dương Diệp đi vào trong đại điện. Hai mắt Man Chí nhíu lại, hắn nhìn về phía đế nữ cùng Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp và đế nữ tay nắm tay, sắc mặt ba người Man Chí đều trầm xuống. Ánh mắt Man Chí dừng lại ở trên người Dương Diệp thoáng một phát, sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Đế nữ điện hạ, thế tử của chúng ta đối với ngươi là một mảnh thiệt tình. Cùng ta có quan hệ gì sao? Đế nữ nói. Man Chí trầm giọng nói. Đế nữ điện hạ, thế tử thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể miệt thị hắn, hắn đại biểu Man Hoang Tinh Vực chúng ta. Người miệt thị hắn, là tại miệt thị người Man Hoang Tinh Vực chúng ta. Miệt thị Man Hoang Tinh Vực. Đế nữ lắc đầu nói. Ta không muốn nói nhãm với các ngươi, trước kia Thiên Vân Tinh Vực ta không dựa vào Man Hoang Tinh Vực, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không, sự tình của chúng ta, tự chúng ta xử lý. Cuối cùng, chuyện của ta, còn chưa tới phiên người khác tới nhúng tay. Cái này là ý tứ của đế nữ điện hạ sao? Man Chí nói. Là ý của ta. Đế nữ nói. Man Chí lạnh lùng nhìn thoáng qua đế nữ, sau đó nói. Đế nữ điện hạ, làm việc phải nghĩ trước mà làm sau, bằng không sẽ mang đến tai nạn cho mình và người chung quanh, ngươi cảm thấy đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta. Đế nữ nhìn về phía Man Chí hỏi. Ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có biện pháp. Man Chí lạnh nhạt nói. Thần sắc đế nữ lạnh lẽo, muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn nàng lắc đầu nói. Việc này để ta tới đi. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp quay người nhìn về phía Man Chí nói. Chúng ta không muốn trêu chọc Man Hoang Tinh Vực, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ Man Hoang Tinh Vực,
Minh bạch không? Ngươi là Dương Diệp. Man Chí nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia ngưng trọng, hiển nhiên hắn nghe qua sự tình của Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta là ai, không trọng yếu, như trước kia vị nhiên nói, sự tình của Thiên Vân Tinh Vực, tự chúng ta giải quyết, không có vấn đề gì với các ngươi, minh bạch chưa? Man Chí nhìn Dương Diệp và đế nữ một cái, sau đó nói. Xem ra, đế nữ điện hạ thật không muốn tiếp nhận thiện ý của man hoang tinh vực ta rồi. Tốt, đã như vậy, sau này còn gặp lại. Cuối cùng nói một câu, đế nữ điện hạ, bây giờ là chúng ta tôn kính ngươi, cho nên ngươi là cao quý, nhưng qua một đoạn thời gian, chờ chúng ta không tôn kính ngươi, thứ cho ta nói thẳng, đế nữ điện hạ tự mình đến nhà cởi áo, muốn hay không, cũng phải nhìn tâm tình của thế tử chúng ta. Nói xong, ba người Man Chí quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Man Chí quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Như thế nào? Câu nói vừa rồi kia, nuốt trở về. Dương Diệp nhìn Man Chí. Man Chí nhìn xem Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Không có nuốt qua, người dạy ta được không? Được. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Man Chí, mà Man Chí hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, lập tức oanh ra một quyền. Dương Diệp sẽ sợ hắn. Lập tức oanh qua. Thuận theo một tiếng nổ vang lên, Man Chí bị chấn lui về phía sau, cuối cùng đâm vào tường đại điện. Cả đại điện kịch chiến. Dương Diệp cũng lui một trường, Dương Diệp nhìn nắm tay của mình, sau đó nhìn về phía Man Chí. Có chút thực lực. Khó trách rất tự tin. Sau một khắc, hắn bắn mạnh tới Man Chí. Hắn không thích gây chuyện, nhưng rất nhiều sự tình là như vậy, người không gây chuyện, không có nghĩa là sự tình không đến tìm ngươi. Sở dĩ hắn xuất thủ, là bởi vì Man Chí vũ nhục đế nữ. Này tuyệt đối là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Man Chí, không có một chút phế thoại, Dương Diệp mạnh mẽ oanh qua. Quyền ra. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay Dương Diệp tuôn trào, ở dưới cổ lực lượng này nhấn chìm, Man Chí bị chấn lần nữa đâm vào trên vách đá. Theo một tiếng vang lớn, Man Chí bị đánh xuyên vách tường, sau đó bay ra ngoài. Mà Dương Diệp cũng không có đình chỉ, thân hình hắn trực tiếp bay qua, cũng ngay vào lúc này, một nam tử khác của man hoang tinh vực rốt cuộc tĩnh thần, hắn vội vàng ngăn cản Dương Diệp. Thuận theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang tập đến. Kiếm quang thoáng qua, ở trong tràng, tên nam tử muốn đi giúp bị chém bay một cánh tay. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vốn muốn xuất thủ trực tiếp ngây dại. Không chỉ nữ tử, chàng trong ngoại trừ đế nữ, tất cả mọi người đều ngây dại. Mặc dù Man Chí ngôn ngữ bất kính, nhưng bọn hắn không nghĩ đến Dương Diệp dám trực tiếp xuất thủ, phải biết lúc này ba người Man Chí là đại biểu man hoang tinh vực. Thời điểm mọi người còn không bình tĩnh trở lại. Dương Diệp đột nhiên đi vào đại điện, ở trên tay hắn xách theo một người, đúng là Man Chí. Man Chí cũng không có chết, nhưng hấp hối, phảng phất như tùy thời có thể sẽ đoạn khí. Dương Diệp xách theo Man Chí đến trước mặt đế nữ, sau đó thuận tay vứt Man Chí ở trước mặt đế nữ. Ta cũng chưa thu lời lần nào, cho nên ta cũng không cách nào dạy ngươi, nhưng ta tin tưởng, bây giờ ngươi khẳng định hiểu thu hồi như thế nào. Đến, làm ta hài lòng mới thôi. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử của man hoang tinh vực đột nhiên nói. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chúng ta đại biểu là man hoang tinh vực, ngươi dám. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Ta không muốn lại nhảy, lại nói một chữ, ta cắt đầu lưỡi của ngươi xuống. Nữ tử tức đến sắc mặt cáu tiết, thân thể hơi run, bất quá nàng lại không dám nói chuyện. Dương Diệp rõ ràng không sợ man hoang tinh vực, nàng lại nói tiếp, là tìm cái chết. Dương Diệp không có quản nữ tử, mà nhìn về phía Man Chí nói. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không thu hồi lời vừa mới nói, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Trang Vị Thiên giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói. Hắn tự nhiên không hy vọng Dương Diệp giết đám người Man Chí, dù sao lúc này Man Chí đại biểu man hoang tinh vực. Vốn man hoang tinh vực đã có chút bất thiện với Thiên Vân tinh vực, bây giờ giết Man Chí, không phải cho man hoang tinh vực cái cớ sao? Nhưng hắn không nói, bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng là đang tức giận, hắn nói cũng không có tác dụng. Duy nhất có thể khuyên Dương Diệp, cũng chỉ có đế nữ. Bởi vậy,
hắn nhìn về phía đế nữ. Đế nữ tự nhiên cũng minh bạch lợi hại trong đó, thời điểm Dương Diệp muốn đếm, nàng nhìn về phía Man Chí trên mặt đất nói. Xin lỗi là được rồi. Một khi Dương Diệp bắt đầu đếm, liền đại biểu Man Chí không cách nào sống. Lời đã nói, làm sao có thể thu hồi. Có thể nói, khi Dương Diệp nói câu kia, kỳ thật là muốn giết Man Chí rồi. Xem thấy đế nữ nói chuyện, Dương Diệp nhìn nàng một cái, sau đó không nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ đi bác bỏ mặt mũi của đế nữ. Man Chí hiển nhiên là không muốn chết, lập tức nói. Xin thứ lỗi. Đế nữ nhạt thanh nói. Trở về nói cho người man hoang tinh vực, sự tình của thiên vân tinh vực ta, chính chúng ta sẽ giải quyết. Còn có, chúng ta không muốn trêu chọc man hoang tinh vực, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ man hoang tinh vực. Man Chí nhìn thoáng qua đế nữ nói. Ta sẽ chuyển đạt. Nói xong, hắn đứng dậy dẫn nam tử gãy tay cùng nữ tử xoay người rời đi. Khi đi đến cửa đại điện, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu ngươi dám nói một chữ, hôm nay các ngươi không cần đi nữa. Sắc mặt Man Chí nhất thời khó coi, nữ tử bên cạnh hắn sợ hắn nói cái gì, vội vàng kéo hắn xoay người rời đi. Sau khi đám người Man Chí rời đi, đế nữ nhìn về phía Dương Diệp, lên tiếng nói. Sao đột nhiên lại tức giận? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Chỉ là đột nhiên hiểu ngươi rất không dễ dàng, ngươi yên tâm, ta không dám hứa về sau không ai đến bức ngươi, nhưng ta hứa, ai ép ngươi, ta giết kẻ đó. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt của Trang Vị Thiên nhất thời có chút khó coi. Lời này như cố ý nói cho hắn nghe à. Đế nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Mặc kệ cái gì, về sau cùng một chỗ đối mặt. Đương nhiên. Dương Diệp gật đầu. Lúc này Trang Vị Thiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Dương Diệp và đế nữ hoàn toàn không đếm xỉa hắn cùng Thiên Yêu Thiền, hắn phải nhắc nhở thoáng một phát. Đế nữ nhìn thoáng qua Trang Vị Thiên, do dự một chút, sau đó nàng nắm tay Dương Diệp đến trước mặt Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền, nhìn Dương Diệp giới thiệu nói. Cha ta, còn có mẫu hậu của ta. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cản rỡ thô lỗ, lập tức thi lễ nói. Bái kiến bá phụ bá mẫu. Nhìn thấy thái độ của Dương Diệp tôn kính như thế, sắc mặt của Trang Vị Thiên hơi dễ nhìn một chút, gật đầu nói. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghe Vị Nhiên nói qua ngươi. Trung thực mà nói, trước kia ta không tin ngươi có thể giúp thiên vân tinh vực, nhưng sự thật chứng minh ta nhầm. Ánh mắt của nàng rất tốt, thật sự rất tốt. Không nói cái khác, Dương Diệp tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, hắn xứng với đế nữ, cái kia là hoàn toàn si có tư cách. Bất quá hắn có chút lo lắng chính là tính tình của Dương Diệp, tính tình này. Rất dễ dàng gặp chuyện không may à. Cũng còn may, mặc dù Dương Diệp rất có tê ca ính tình, nhưng hắn rất có thực lực. Nói tóm lại, còn tính toán hài lòng. Lúc này, Phần Thương Viêm đột nhiên tiến vào nói. Thành chủ, có người bái phỏng, nói là bằng hữu của Dương Thiếu. Trang Vị Thiên nhìn về phía Dương Diệp triển khai thần thức, một hơi sau, hắn gật gật đầu nói. Để chúng nữ tiến vào. Phần Thương Viêm gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Không lâu sau, ở dưới Phần Thương Viêm dẫn dắt, hai nữ tử tiến vào đại điện. Hai nữ tử này không phải người khác, đúng là Dạ Lưu Vân cùng Nam Cung Cầm. Bái kiến Trang Thành Chủ. Nam Cung Cầm nhìn Trang Vị Thiên ôm quyền nói. Chúc mừng Trang Thành Chủ kích lui thiên ma tinh vực. Khách khí. Trang Vị Thiên gật đầu nói. Nam Cung Cầm có chút gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương công tử, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười cười, hắn tự nhiên biết mục đích Nam Cung Cầm đến, lập tức xoay người nhìn về phía Trang Vị Thiên nói. Vị này là Thiên Vân Thương Hội Đại Tiểu Thư Nam Cung Cầm, ba thần giả cảnh trước kia đến tương trợ Thiên Vân Tinh Vực chính là nàng phái đến. Nghe nói như vậy, thần sắc của Trang Vị Thiên chấn động, sau đó đứng dậy nhìn Nam Cung Cầm ôm quyền nói. Đa tạ. Nam Cung Cầm cười nói. Trang Thành Chủ khách khí. Lúc này Dương Diệp nói. Bá phụ, Nam Cung Cầm tiểu thư hy vọng ở tất cả thế giới của thiên vân tinh vực khai thiết thương điếm. Ân, trước kia ta đáp ứng nàng, phàm là thương điếm của nàng, trong 30 năm miễn thuế. Này tự nhiên không có vấn đề. Trang Vị Thiên nói. Chỉ là bây giờ, thiên vân tinh vực chúng ta chỉ còn lại có thiên vân đại lục. Tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này.
Dương Diệp đứng ra nói. Ta cảm thấy, thiên vân tinh vực trước kia tổn thất thế giới, còn có địa bàn của thiên ma tinh vực, chúng ta đều phải thu hồi. Nghe nói như vậy, khóe miệng Trang Vị Thiên nổi lên vui vẻ. Kỳ thật hắn đã sớm muốn làm, nhưng lúc này thiên vân tinh vực thực lực giảm nhiều, dùng thực lực của thiên vân tinh vực, căn bản không cách nào thu hồi thế giới trước kia bị chiếm, thì càng đừng nói thiên ma tinh vực. Cho nên muốn thu hồi những thế giới mất đi kia, chỉ có mượn nhờ lực lượng của Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp nói, vậy thì đại biểu hắn nguyện ý trợ giúp thiên vân tinh vực. Trên khuôn mặt Nam Cung Cầm cũng hiện ra vui vẻ, nàng cười tự nhiên không phải bởi vì Dương Diệp muốn xuất thủ trợ giúp thiên vân tinh vực, kỳ thật chút lợi ích ở thiên vân tinh vực bây giờ nàng đã không coi trọng. Nàng bây giờ càng coi trọng chính là Dương Diệp. Dương Diệp càng mạnh, ngày sau nàng thu được lợi ích sẽ càng lớn. Mà bây giờ Dương Diệp bày ra tiềm lực, chỉ cần hắn không chết, ngày sau nhất định là một tuyệt thế cường giả. Khi đó chỉ cần hắn nói một câu, sẽ thay đổi vận mệnh của Thiên Vân Thương Hội. Hoặc chỉ cần để người biết rõ Thiên Vân Thương Hội liên quan đến hắn, vậy thì không người dám lấn. Ngay lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên đứng ra nói. Thế giới tự nhiên phải thu hồi, bất quá sau khi thu hồi thì xa hoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trang Vị Thiên thì nhìn về phía Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân, quân sư Kiếm Minh, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Nghe nói như vậy, lúc này Trang Vị Thiên mới nhớ tới, Dương Diệp là Kiếm Minh minh chủ, bản thân hắn cũng đại biểu một thế giới. Giống như nghĩ đến cái gì, vui vẻ trên khuôn mặt Trang Vị Thiên dần dần biến mất, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Lưu Vân cô nương muốn nói cái gì, không ngại thẳng nói. Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó nói. Trang thành chủ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, thiên vân tinh vực, ngày sau ngươi giao cho đế nữ điện hạ, hay là quý công tử? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Ngươi có ý tứ gì? Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân thu liễm dáng tươi cười nói. Nếu như giao cho đế nữ điện hạ, ta vấn đề gì cũng không có. Nhưng nếu như không phải, ta cảm thấy. Kiếm Minh chúng ta cùng thiên vân tinh vực phải hảo hảo nói chuyện rồi. Về phần nói chuyện gì, tự nhiên là nói vấn đề phân phối thế giới của thiên vân tinh vực và thiên ma tinh vực. Nghe vậy, mọi người lập tức minh bạch ý tứ của Dạ Lưu Vân. Nếu như ngày sau Trang Vị Thiên muốn giao thiên vân tinh vực cho đế nữ, như vậy mọi người tự nhiên không cần nói gì. Bởi vì chỉ cần không phải kẻ đần đều nhìn ra được quan hệ của Dương Diệp và đế nữ, Trang Vị Thiên giao thiên vân tinh vực cho đế nữ. Từ trình độ nào đó nói, là tương đương giao cho Dương Diệp. Nhưng nếu như Trang Vị Thiên không giao thiên vân tinh vực cho đế nữ, mà giao cho con trai hắn, như vậy Dương Diệp hỗ trợ thu phục những thế giới kia, là làm đồ cưới thay người khác, mà hắn cùng với Kiếm Minh, không có một chút chỗ tốt, loại chuyện này, Dương Diệp có lẽ không quan tâm, nhưng nàng là quân sự Kiếm Minh, sao có thể không quan tâm? Nàng phải vì lợi ích của Kiếm Minh suy nghĩ. Từ góc độ của nàng đến xem. Dương Diệp từ linh giới đến thiên vân tinh vực cứu đế nữ cùng toàn bộ thiên vân tinh vực, mặc kệ hắn từng thiếu đế nữ bao nhiêu nhân tình, lúc này đây đều đủ để trả hết nợ rồi. Mà Trang Vị Thiên lại còn muốn Dương Diệp đi hỗ trợ thu phục thiên vân tinh vực cùng thiên ma tinh vực, là vì hắn cùng với nhi tử của hắn liều chết liều sống. Dựa vào cái dịch Dương Diệp đi liều chết liều sống, mà chỗ tốt đều cho thiên vân tinh vực ngươi chiếm được. Có lẽ Dương Diệp không quan tâm những cái này. Dù sao hắn cùng với đế nữ tầm đó không phải những vật này có thể cân nhắc, nhưng không quan tâm không có nghĩa là thiên vân tinh vực ngươi có thể coi Dương Diệp như tay chân sử dụng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ kéo hắn lại, sau đó lắc đầu. Kỳ thật nàng nghĩ không khác Dạ Lưu Vân, Dương Diệp vì nàng làm, đã đủ nhiều rồi. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng Dương Diệp không dính vào sự tình của thiên vân tinh vực nữa. Nhưng nàng biết rõ. Lúc này thiên vân tinh vực cần trợ giúp của hắn, chính nàng cũng cần trợ giúp của hắn, mà nàng biết, chỉ cần nàng ở thiên vân tinh vực gặp nạn, Dương Diệp sẽ không bỏ qua. Giống như Dạ Lưu Vân nghĩ, nàng không hy vọng Dương Diệp vẫn trả giá, nàng cũng hy vọng Dương Diệp có thể có được mấy thứ gì đó. Bởi vì nàng không muốn lợi dụng Dương Diệp, càng không muốn bởi vì mình để cho Dương Diệp bị cha mình lợi dụng. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế nữ, sau đó không nói gì. Kỳ thật chỉ cần đế nữ nói một câu, cái gì hắn cũng có thể không cần quan tâm, hắn cùng với đế nữ tầm đó, không phải bất luận lợi ích gì có thể cân nhắc. Nhưng hắn minh bạch,
hắn đại biểu chính là Kiếm Minh, lợi ích của Kiếm Minh đều thắt ở trên người hắn, không chỉ Kiếm Minh, còn có Nam Cung Cầm. Tựa như lần này, tại sao Nam Cung Cầm lại muốn tới hỗ trợ? Bởi vì lợi ích, rất sự thật. Hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác không quan tâm. Trong tràng, đế nữ nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó lại nhìn về phía Trang Vị Thiên sắc mặt có chút lúng túng nói. Việc này, chính các ngươi đàm phán. Nói xong, nàng kéo tay Dương Diệp đi ra đại điện. Dương Diệp và đế nữ đi rồi, Dạ Lưu Vân nhìn về phía Trang Vị Thiên nói. Trang tiền bối, chúng ta tới nói đi. Phía sau núi Chiến Thần Điện, Dương Diệp và đế nữ sóng vai đi tới. Ta không muốn cùng ngươi tầm đó có bất luận sự tình lợi ích gì. Dương Diệp nói. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Ta minh bạch, nhưng có nhiều thứ, là ngươi nên được, cũng là thủ hạ ngươi nên được, chỉ có như vậy, mới có người đi theo ngươi. Nếu để cho người khác biết ngươi bởi vì một nữ nhân mà buông tha cho lợi ích của Kiếm Minh, những người kia của Kiếm Minh sẽ nghĩ như thế nào? Trước kia Kiếm Minh cũng có phái người đến hỗ trợ, ví dụ như bọn người Lâm Sơn, tuy tác dụng của bọn hắn không lớn, nhưng đừng quên, bọn hắn đi theo Dương Diệp, hơn nữa bọn hắn cũng xuất lực. Những người này cùng đế nữ không có bất cứ quan hệ nào, để cho bọn hắn dốc sức liều mạng, lại không cho chỗ tốt, ai nguyện ý. Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Trong kiếm tu, việc vặt nhiều giống ta, chỉ sợ không có mấy cái. Đây là lựa chọn của ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn có quá nhiều người muốn thủ hộ, mà hắn lại không thể mỗi ngày cùng những người kia chung một chỗ, biện pháp duy nhất là thành lập một thế lực khổng lồ, để cho người khác không dám lấn. Tuy hiện tại Kiếm Minh còn có chút yếu, nhưng tiềm lực phát triển của Kiếm Minh lại cực lớn. Hắn có lòng tin, ngày sau Kiếm Minh bất kể là ở Hạ Vị Diệt, hay ở Đại Thế Giới, đều có một chỗ cắm rùi. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này hắn cực kỳ đồng ý. Tựa như lần này, nếu như không có đám người Nguyên Lão hỗ trợ, hắn không chỉ diệt không được Thiên Ma Thành, Thiên Vân Tinh Vực khả năng cũng xong. Tình huống ngay lúc đó, không có ba cường giả thần giả cảnh gia nhập, lâm vào bị động không phải Thiên Ma Chủ, mà là hắn cùng với đế nữ. Lúc này đế nữ nói, người Man Hoang Tinh Vực sẽ không bỏ qua, không chỉ Man Hoang Tinh Vực, những tinh vực tham dự khả năng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, những thế giới kia của chúng ta, bọn hắn đã ăn vào. Muốn bọn hắn nhổ ra, khẳng định rất khó. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự muốn phát triển Kiếm Minh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đế nữ nói. Bảo Lưu Vân không cần nói chuyện với cha ta. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, khó hiểu. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Về sau, ta sẽ trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp sửng sốt. Một hồi lâu hắn nói. Phụ thân ngươi. Đế nữ lắc đầu nói. Trước kia ta không có hứng thú trưởng cầm Thiên Vân Tinh Vực, nhưng hiện tại đã có. Chỉ cần ta có hứng thú, đệ đệ tranh không lại ta, cũng không dám tranh. Ở Thiên Vân Tinh Vực, uy vọng của ta, cho dù là cha ta cũng kém xa. Dương Diệp nhìn đế nữ hồi lâu, sau đó nói. Nếu như người thật không thích trưởng quản loại thể lực này, đừng miễn cưỡng mình. Hắn đương nhiên biết vì cái gì đế nữ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn. Nếu như nàng nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực, không cần. Phải nói, nàng nhất định sẽ hướng về hắn. Từ góc độ nào đó mà nói, Thiên Vân kỳ thật cũng tương đương với của hắn rồi. Đế nữ khẽ lắc đầu nói. Không hoàn toàn bởi vì ngươi, chuyện lần này để cho ta minh bạch, Thiên Vân Tinh Vực có rất nhiều chưa đủ, cũng cho ta minh bạch, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta nhất định phải cường đại lên. Như thế mới có thể không bị người lấn. Mà cha ta đã già, hắn không còn tâm huyết như năm đó, hiện tại hắn không thích hợp tiếp tục trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Về phần đệ đệ của ta, nếu để cho hắn trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực sẽ bại trong tay hắn. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp cười khổ nói. Cái này phụ thân cùng mẫu hậu ngươi sẽ trách ta, bởi vì bọn hắn khẳng định cảm thấy ngươi đột nhiên cải biến chủ ý là vì ta. Đế nữ mỉm cười. Nguyên nhân chủ yếu vốn là bởi vì ngươi. Dương Diệp đột nhiên giữ chặt tay đế nữ nói. Kỳ thật ngươi cười lên rất đẹp. Dáng tươi cười của đế nữ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ cười ở trước mặt ngươi. Vinh hạnh của ta. Dương Diệp cười nói. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói.
chúng ta đi thôi, đi nói quyết định của ta. Nói xong, nàng và Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong chiến thần điện. Lúc này Dạ Lưu Vân đang cùng Trang Vị Thiên thảo luận sự tình ngày sau Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực làm sao chia địa bàn, kỳ thật đàm phán rất thuận lợi, bởi vì nàng cố ý nhượng bộ. Dù sao Dương Diệp và đế nữ quan hệ còn ở đó, mà đế nữ lại là con gái của Trang Vị Thiên, nàng tự nhiên sẽ không quá hà khắc, cũng không muốn Dương Diệp khó xử. Đúng lúc này, đế nữ cùng Dương Diệp đột nhiên đi vào trong đại điện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đế nữ cùng Dương Diệp. Đế nữ trực tiếp đi tới trước mặt Trang Vị Thiên, sau đó nói. Ta muốn trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Bức vua thoái vị. Nghe vậy, Trang Vị Thiên cùng vợ hắn sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hai người có chút khó coi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên đắng chát cười nói. Là vì Dương Diệp sao? Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói. Vì hắn, nhưng không hoàn toàn. Ta cảm thấy, ta so với đệ đệ thích hợp nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực hơn. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói. Tốt, tốt, Thiên Vân Tinh Vực cho ngươi trưởng quản. Nói xong, hắn phảng phất như già đi một tí. Cũng phải, ai cũng tin tưởng, Thiên Vân Tinh Vực do Trang Vị Nhiên trưởng quản, kỳ thật tương đương với tặng cho Dương Diệp. Đây là Giang Sơn hắn tự tay đánh xuống, hiện tại tặng không cho người, cái tư vị kia tuy rất không muốn, nhưng hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Đế nữ ở Thiên Vân Tinh Vực danh vọng quá cao. Có thể nói, lúc này danh vọng của đế nữ đã cao hơn hắn. Về phần con trai hắn, là đệ đệ của đế nữ, vậy thì càng không cần phải nói, ngay cả tư cách so cũng không có. Kỳ thật hiện tại người Thiên Vân Tinh Vực đều hướng về đế nữ, đặc biệt là sau sự tình lần này, uy vọng của đế nữ ở Thiên Vân Tinh Vực đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì thời điểm Thiên Vân Tinh Vực xuất hiện khó khăn, là đế nữ đứng ở phía trước nhất. Cũng bởi vì nàng, Thiên Vân Tinh Vực mới có giúp đỡ, mới qua cửa ải khó lần này. Quan trọng nhất là, thực lực của đế nữ ở trong Thiên Vân Tinh Vực, đã là mạnh nhất. Cho nên khi đế nữ yêu cầu nàng muốn làm Thiên Vân Tinh Vực chủ, Trang Vị Thiên căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đúng lúc này, Trang Vị Thiên đột nhiên lại nói. Ta có một điều kiện, chính là ngày sau chủ nhân của Thiên Vân Tinh Vực, phải là con của các ngươi. Dương Diệp. Thần sắc của đế nữ bình tĩnh gật đầu nói. Được. Nghe vậy, thần sắc của Trang Vị Thiên hơi dễ nhìn một chút, con của Dương Diệp và đế nữ cũng có huyết mạch của hắn, nghĩ như thế, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, đế nữ so với đệ đệ của nàng thích hợp nắm giữ Thiên Vân Tinh Vực hơn. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua để cho đế nữ trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, nhưng trước kia đế nữ không có tâm tư này, hiện lại tốt rồi, tất cả đều xem như viên mãn. Xa xa, nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dạ Lưu Vân nổi lên vui vẻ, hiện tại đã có thể bớt việc nhiều hơn. Rất nhanh, Trang Vị Thiên chính thức tuyên bố đế nữ trở thành Thiên Vân Tinh Vực vực chủ. Đối với việc này, tự nhiên không có người phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Thực lực của đế nữ tất cả mọi người rõ như ban ngày, có thể nói, nàng càng thích hợp hơn Trang Vị Thiên trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Thiên Vân Tinh Vực vừa trải qua đại chiến. Tự nhiên có rất nhiều vấn đề phải xử lý, vấn đề này hơi nhiều, bất quá cũng may có Dạ Lưu Vân tương trợ, bởi vậy Thiên Vân Thành vốn lộn xộn dần dần khôi phục trật tự. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân phải xử lý sự tình Thiên Vân Thành, mà Dương Diệp thì bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến đấu là có thể để cho người phát triển rất nhanh, từ khi hắn đạt tới đế giả đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều có chiến đấu, bởi vậy bất kể là nhục thể hay cảnh giới đều phi tốc phát triển. Hiện tại hắn cần phải làm là chạy nước rút tới hư giả cảnh. Địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh, đế giả cảnh đã không đủ rồi. Đặc biệt là phương diện huyền khí, mặc dù có bổ thiên thạch, nhưng nếu như gặp được cường giả như thiên ma chủ, đừng nói bổ thiên thạch, coi như tăng thêm tinh thần chi lực cũng không đủ dùng. Phải đạt tới hư giả cảnh. Hồng Mông Tháp, tầng thứ 3. Dương Diệp xếp bằng, điên cuồng hấp thu huyền khí. Lúc này hắn căn bản không cần tiên tinh thạch đến bổ sung linh khí, bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí quá nồng đậm rồi. Phải biết lúc này trong Hồng Mông Tháp có 11 linh mạch tuyệt phẩm, còn có 35 linh mạch tiên phẩm. Hiện tại hắn là ngâm mình ở trong linh khí. Nghĩ đến linh khí, Dương Diệp liền nghĩ đến Tiểu Bạch, mà nghĩ đến Tiểu Bạch, ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh. Hiện tại hắn không yên lòng nhất đúng là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, thần phượng tộc bắt đi Tiểu Bạch cùng Tử Nhi.
mục đích khẳng định không đơn thuần là muốn kết giao Tiểu Bạch, nếu như chỉ muốn kết giao Tiểu Bạch, bọn hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, sẽ chỉ làm Tiểu Bạch sinh lòng oán hận với bọn họ. Có thể nói, thần phượng tộc bắt Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, khẳng định có mục đích gì khác. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Nhi có chút tổn thương, ta nhất định khiến thần phượng tộc ngươi chó gà không tha. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu hồi suy nghĩ, bắt đầu hấp thu huyền khí. Lúc này nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hiện tại hắn muốn làm chính là tăng lên thực lực của mình. Thế lực như thần phượng tộc, tuyệt đối không phải thiên ma tinh vực có thể so sánh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tăng thêm cùng kỳ cũng không cách nào chống lại thần phượng tộc. Cho nên phải tăng thực lực lên. Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí, theo huyền khí tràn vào, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Cách Dương Diệp không xa, Hiểu Vũ Tịch mở hai mắt ra nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc hồi lâu, nàng cũng chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lúc này Hồng Mông Tháp có thể nói là thiên đường của tu luyện giả, ở đây không chỉ linh khí nồng đậm, hơn nữa 10 năm tương đương với bên ngoài 1 năm. Có thể nói, ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật. Nếu để cho người kiếm minh tiến vào đây tu luyện, thực lực kiếm minh nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngoại trừ người mình tín nhiệm nhất, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cũng không phải nói hắn keo kiệt, chủ yếu là Hồng Mông Tháp quá nghịch thiên, nếu thứ này bị người biết, khẳng định phiền toái sẽ liên tục không ngừng. Chỉ bằng vào công hiệu của tầng thứ 3, liền không ai có thể cự tuyệt được Hồng Mông Tháp hấp dẫn. Cho nên ngoại trừ người thân nhất, Hồng Mông Tháp hắn tuyệt đối sẽ không bạo lộ cho ngoại nhân. Tu luyện là buồn tẻ, cũng không thú vị, càng rất tịch mịch, đặc biệt là tính tọa tu luyện. Dương Diệp một mực không thích loại phương thức tu luyện này, hắn cũng không có thời gian tu luyện như vậy. Nhưng không có biện pháp, hắn cần lắng đọng thoáng một phát. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian qua cực nhanh, một tháng đi qua. Đương nhiên ở bên ngoài chỉ qua 3 ngày mà thôi. Tầng thứ 3, Dương Diệp như một bức tượng ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Ở quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, mà hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Chiến thần điện, lúc này trong đại điện, chỉ có Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Ở trên thủ vị, Dạ Lưu Vân cùng đế nữ ngồi chung một chỗ, ở trước mặt hai nữ, không gian thỉnh thoảng rung động, sau đó từng thanh âm không ngừng truyền ra, cuối cùng tiến vào trong đầu hai nữ. Mà một lát sau, hai nữ thỉnh thoảng lấy ra truyền âm phù bóp nát, ngay sau đó, từng mệnh lệnh không ngừng truyền ra ngoài. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu, không gian trước mặt hai nữ chấn động số lần bắt đầu giảm bớt, lại qua nửa canh giờ, không gian trước mặt hai nữ triệt để khôi phục bình tĩnh. Đa tạ. Đế nữ quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trước kia Thiên Vân tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực đại chiến, trong sự tình Thiên Vân thành cần phải xử lý thật sự rất nhiều. Nếu như là một người nàng, khẳng định không chịu nổi, làm chuyện tình này, so với tu luyện càng muốn mệt mỏi. Hơn nữa nàng cũng không quá am hiểu xử lý những chính vụ này. Mà Dạ Lưu Vân lại cực kỳ thích hợp, xử lý xịn hơn nàng rất nhiều. Khách khí. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía đế nữ, cười nói. Nếu như trưởng quản Thiên Vân tinh vực không phải đế nữ, nàng tự nhiên sẽ không dốc sức liều mạng giúp đế nữ như vậy, nhưng trưởng quản Thiên Vân tinh vực là đế nữ. Mà đế nữ cùng Dương Diệp, ai cũng có thể nhìn minh bạch. Nói đơn giản, Thiên Vân tinh vực là của Dương Diệp cũng không đủ. Nàng giúp Thiên Vân tinh vực, chẳng khác nào đang giúp Dương Diệp, cũng tương đương đang giúp kiếm minh. Người so với ta thích hợp xử lý những chuyện này hơn. Đế nữ nói, về sau lưu lại giúp ta xử lý sự tình Thiên Vân tinh vực, được không? Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi là muốn đào chân tường của hắn sao? Giúp ta, cũng là tương đương đang giúp hắn. Đế nữ nói, Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Ngươi thật sự muốn đóng gói Thiên Vân tinh vực đưa cho Dương Diệp. Đế nữ chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía ngoài điện. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kể cả cha cùng mẫu hậu của ta. Lưu Vân, kỳ thật các người nghĩ như vậy, rất không đúng. Bởi vì với hắn mà nói, có Thiên Vân tinh vực hay không đều không quan trọng. Bất kể là kiếm minh hay Thiên Vân tinh vực, đều theo không kịp cước bộ của hắn. Tin tưởng, qua không được bao lâu, bất kể là kiếm minh hay Thiên Vân tinh vực cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Dạ Lưu Vân trầm mặc, bởi vì đế nữ nói rất đúng. Bước chân của Dương Diệp quá nhanh,
bất kể là Kiếm Minh hay Thiên Vân Tinh Vực đều theo không kịp cước bộ của hắn. Chờ hắn xa xa bỏ qua Thiên Vân Tinh Vực, khi đó Thiên Vân Tinh Vực với hắn mà nói, không chỉ không phải trợ lực, khả năng còn là vướng víu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dạ Lưu Vân nói. Sở dĩ người muốn trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, là vì muốn hóa giải xung đột giữa Thiên Vân Thương Hội cùng Kiếm Minh. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Nếu như ta trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, tất cả mâu thuẫn cùng lợi ích xung đột giữa Kiếm Minh và Thiên Vân Thương Hội sẽ biến mất. Mà nếu như không phải ta trưởng quản Thiên Vân Tinh Vực, Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy Thiên Vân Tinh Vực đang lợi dụng Dương Diệp, kỳ thật cũng đúng như vậy, cha ta hắn xác thực hy vọng mượn nhờ lực lượng của Dương Diệp đến thu phục thế giới mất đi của Thiên Vân Tinh Vực. Người làm như vậy, là sáng suốt nhất. Dạ Lưu Vân nói. Sau khi ngươi làm Thiên Vân Tinh Vực vực chủ, người Kiếm Minh, kể cả ta, đều sẽ cảm giác Dương Diệp giúp Thiên Vân Tinh Vực là thiên kinh địa nghĩa. Bởi như vậy, song phương chúng ta đều bớt đi rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc, cha ta cùng mẫu hậu, còn có đệ đệ của ta cảm thấy ta ăn cây táo, rào cây sung, muốn đưa Thiên Vân Tinh Vực cho Dương Diệp. Đế nữ lạnh nhạt nói. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Dương Diệp là không có nghĩa vụ tới giúp chúng ta. Về phần nhân tình trước kia, kỳ thật sau khi hắn cứu được Thiên Vân Tinh Vực, những nhân tình kia cũng đã trả hết. Đương nhiên, bất kể là ta hay hắn, đều sẽ không để ý cái gọi là nhân tình. Nhưng người phía dưới sẽ tính toán. Dạ Lưu Vân cười nói. Kỳ thật, coi như là ta cũng sẽ so đo, bất quá hiện tại đã không rồi. Đế nữ điện hạ, cử động lần này của ngươi thật sự rất sáng suốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi làm như vậy. Ngày sau Dương Diệp sẽ bớt rất nhiều phiền toái. Bằng không thì, nếu Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực phát sinh mâu thuẫn, khó xử sẽ chỉ là hắn. Đế nữ nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Ngươi là người hắn tín nhiệm nhất, bảo ta vị nhiên là được. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là quân sư của Thiên Vân Tinh Vực ta, có quyền lợi xử lý tất cả sự tình của Thiên Vân Tinh Vực. Dạ Lưu Vân trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thiên Vân Tinh Vực cần cải cách. Đặc biệt là rất nhiều thể chế trong thành, đều cần cải biến, mà muốn cải biến những cái này, sẽ liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Ta cùng Dương Diệp là hậu thuẫn của ngươi. Đế nữ nhìn Dạ Lưu Vân nói. Mặc kệ liên quan đến lợi ích của ai, ngươi chỉ cần buông tay đi làm là được. Dạ Lưu Vân lắc đầu nói. Ta không phải lo lắng mình, ta là sợ đến lúc đó ngươi khó xử. Trước kia ta đã điều tra qua, trong Thiên Vân Tinh Vực, thân nhân của ngươi. Đặc biệt là đệ đệ của ngươi, có rất nhiều đặc quyền, cái này ở trong thành cực kỳ không công bình, đương nhiên, đây là nhà của các ngươi, hắn muốn có bao nhiêu đặc quyền cũng không sao. Nhưng quá nhiều tài nguyên bị người tầng trên chiếm cứ, người phía dưới sẽ khó có thể phát triển, kéo dài như vậy, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, Thiên Vân Tinh Vực phát triển sẽ bị hạn chế. Trầm mặc một cái chớp mắt, đế nữ nói. Hắn nên ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua đế nữ nói. Ta sẽ thả tay đi làm. Những ngày tiếp theo, Dạ Lưu Vân bắt đầu chỉnh đốn Thiên Vân Tinh Vực, khẳng định là gặp được các loại vấn đề cùng phiền toái, bất quá ở dưới đế nữ ủng hộ, tất cả vấn đề cùng phiền toái đều giải quyết dễ dàng. Ở trước mặt thực lực cường đại, không người nào dám nói nhảm. Nửa tháng sau, ngày nào đó, Phần Thương Viêm đột nhiên đi vào chiến thần điện, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Điện hạ, Lưu Vân cô nương, vừa nhận được tin tức, Man Hoang Tinh Vực cùng một ít tinh vực đang chiếm lĩnh chút ít thế giới của Thiên Ma Tinh Vực. Thiên Ma Tinh Vực Thiên Ma Đại Lục còn có không sai biệt tắm 30 thế giới, đã bị Man Hoang Tinh Vực cùng những tinh vực kia chiếm phính, kể cả thế giới của chúng ta từng bị Thiên Ma Tinh Vực chiếm lĩnh cũng đã rơi vào trong tay bọn hắn. Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Lưu Vân cùng đế nữ lập tức chìm xuống. Man Hoang Tinh Vực quả nhiên xuất thủ. Cái gì gọi là ngồi thu ngư ông thủ lợi, là cái này. Đợi Thiên Vân Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực liều lưỡng bại câu thương, Man Hoang Tinh Vực đến lấy tiện nghi. Làm như thế nào? Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Đế nữ trầm mặc. Lúc này một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Đương nhiên là lấy về. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân nhìn lại, xa xa, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Nếu bọn hắn không trả. Dạ Lưu Vân hỏi. Vậy thì đoạt. Dương Diệp nói. Không chỉ cướp của chúng ta về, còn phải đoạt của bọn hắn. Dạ Lưu Vân trầm mặc, đế nữ cũng trầm mặc,
đoạt. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa là khai chiến. Lúc này Thiên Vân tinh vực, thật sự cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, lần nữa khai chiến, đặc biệt đối thủ là Man Hoang tinh vực, hơn nữa ngoại trừ Man Hoang tinh vực, còn có một ít tinh vực khác. Lúc này khai chiến, rất không sáng suốt, Thiên Vân tinh vực cũng chịu không nổi. Lúc này Dương Diệp đi tới trước mặt hai nữ nói. Ta biết rõ, lúc này Thiên Vân tinh vực không thích hợp khai chiến. Nhưng các ngươi có nghĩ qua không? Dù chúng ta không chủ động xuất kích, Man Hoang tinh vực cùng những tinh vực kia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, sau khi bọn hắn trắng trợn thu thế giới của chúng ta, mà chúng ta lại không phản kích, bọn hắn sẽ càng không kiêng nể gì cả. Lúc này, chúng ta không thể sợ, một khi sợ sẽ không có khí thế, cũng sẽ để cho những người kia cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, lại nói. Hơn nữa Man Hoang tinh vực tự mình xuất thủ, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Hơn nữa những tinh vực kia bọn hắn chiếm lĩnh thế giới của chúng ta, vì để ngừa chúng ta trả thù, bọn hắn khẳng định cũng sẽ công kích chúng ta. Nói cách khác, đến cuối cùng, mặc kệ chúng ta nhìn hay không, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Đối với nhân tính, hắn nhìn rất rõ ràng. Thế gian này, đại đa số người đều ưa thích khi dễ người dễ khi dễ, người thiện bị người lấn, những lời này hắn là cực kỳ đồng ý. Hơn nữa đám người Man Hoang tinh vực nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Vân tinh vực, bởi vì hiện tại Thiên Vân tinh vực dễ khi dễ nhất. Lúc này cường giả Thiên Vân tinh vực chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, ngay cả thế giới của mình cũng không có năng lực thu hồi, không khi dễ người thì khi dễ ai. Nói cách khác, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mà đối với Dương Diệp mà nói, khi chiến tranh không cách nào tránh khỏi, hắn lựa chọn xuất thủ trước. Xuất thủ trước nắm giữ chủ động, xuất thủ sau thì lâm vào bị động. Ngươi đạt tới hư giả cảnh rồi. Lúc này đế nữ đột nhiên nói. Nghe vậy, Dạ Lưu Vân cùng phần Thương Viêm đều nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, sau đó nhẹ gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, phần Thương Viêm hít một hơi lạnh. Dương Diệp là đế giả cũng đã cực kỳ khủng bố, hiện tại đạt đến hư giả cảnh, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết, thần giả bình thường khẳng định không có uy hiếp gì với Dương Diệp. Trong nội tâm Dạ Lưu Vân cũng vui vẻ, Dương Diệp đạt tới hư giả cảnh, thần giả bình thường căn bản khó có thể uy hiếp được hắn, đặc biệt là ở vị diện này, có thể nói tăng thêm cùng kỳ, hắn cơ bản có thể đi ngang rồi. Bên cạnh Dạ Lưu Vân, đế nữ khẽ gật đầu, trong mắt mang theo mỉm cười. Bây giờ có lẽ thực lực ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng không được khinh địch, ở vị diện này, mạnh hơn thiên ma chủ không phải rất nhiều, nhưng sẽ không ít. Đặc biệt là những thế lực tứ tinh kia, lão quái vật trong đó rất nhiều, thực lực cũng rất cường đại. Thế lực tứ tinh? Dương Diệp nói. Vì cái gì lần này không có thế lực tứ tinh thừa cơ chiếm tiện nghi? Đế nữ lắc đầu nói. Không cần phải, bọn hắn cũng chướng mắt địa bàn của Thiên Vân tinh vực, Thiên Ma tinh vực chúng ta. Bởi vì bọn hắn lấy được, đã đủ đi lên đại thế giới rồi. Vậy sao bọn họ không được đại thế giới mời? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Đế nữ trầm giọng nói. Muốn lên đại thế giới, ngoại trừ nắm giữ ít nhất 10 chung thế giới cùng vô số tiểu thế giới, còn có một điều kiện, chính là có người thông qua đại thế giới khảo nghiệm. Cái khảo nghiệm này, bình thường là khảo nghiệm thực lực. Người ra mặt sẽ có người xuống khảo nghiệm, có thể thắng đối phương, như vậy có thể đi lên, nếu như không thể cũng chỉ đợi đến lúc có thể mới thôi. Rất hà khắc. Dương Diệp nói. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Cực kỳ hà khắc, hành động này của đại thế giới, kỳ thật cũng là vì hạn chế người đi lên. Phải biết nhiều một thế lực đi lên, ý nghĩa tài nguyên ở trên sẽ nhiều một thế lực chia sẻ. Nhưng hoàn toàn không cho người đi lên lại không được, nếu như vậy. Ngày sau người đại thế giới cũng đừng nghĩ xuống, dù sao thần giả cảnh trở lên không thể xuống, mà thần giả cảnh xuống, nhất định là đến một cái chết một cái. Hơn nữa, nếu như bọn hắn phá hủy hy vọng của người hạ vị diện nhất định sẽ tạo phản. Lúc này Dạ Lưu Vân nói, tuy thực lực của người hạ vị diện khẳng định không mạnh bằng đại thế giới, nhưng nếu như tất cả tinh vực đều liên hợp lại thì sao? Hơn nữa nếu như ra một cường giả như kiếm vô cực mà nói. Ở dưới hắn dẫn dắt, tất cả tinh vực của hạ vị diện tuyệt đối có thể dung chuyển đại thế giới. Dù đánh không thắng, nhưng kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần. Đế nữ khẽ gật đầu.
cho nên bọn hắn không thể phá hủy cái hy vọng này. Đã có hy vọng, người hạ vị diện sẽ không tuyệt vọng, không tuyệt vọng sẽ không cực đoan, đây chính là mục đích của bọn họ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, vẫn là trước tiên nói sự tình của chúng ta bây giờ a. Đề nghị của ta là chủ động xuất kích, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không phải người bảo thủ, hơn nữa loại chuyện này cũng nhất định phải được đế nữ đồng ý mới được, bởi vì cái này sẽ dẫn Thiên Vân Tinh Vực vào tình cảnh nguy hiểm lần nữa. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực lực chúng ta chưa đủ. Dương Diệp nói. Dẫn đầu chính là Man Hoang Tinh Vực, giải quyết Man Hoang Tinh Vực, còn lại liền dễ giải quyết. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Man Hoang Tinh Vực tuyệt đối không yếu hơn Thiên Ma Tinh Vực, thậm chí mạnh hơn nữa. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Đế nữ trầm mặc. Đánh, không có thực lực đánh, không đánh, như Dương Diệp nói, Man Hoang Tinh Vực cùng những tinh vực kia chắc chắn sẽ không buông tha Thiên Vân Tinh Vực. Đơn ghiu ản mà nói, cuối cùng sẽ đánh. Mà bây giờ Thiên Vân Tinh Vực chủ động xuất thủ, sẽ chiếm cứ chủ động, đối với Thiên Vân Tinh Vực càng có lợi. Nhưng khiên một phát mà động toàn thân. Đấu võ, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Thiên Vân Tinh Vực. Lúc này Dương Diệp nói. Kỳ thật chúng ta cũng không có yếu như ngươi nghĩ, ngươi đã quên, ta còn có hai con Thiên Ma Lang. Hơn nữa chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Vân Thương Hội Nam Cung Cầm tương trợ. Tăng thêm đám người nguyên lão, số lượng cường giả thần giả cảnh của chúng ta tuy không bằng Man Hoang Tinh Vực cùng những tinh vực kia, nhưng cũng không ít. Hơn nữa hai quân khai chiến, dựa vào không chỉ là số lượng. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nghe lời ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Không phải ta thích chiến đấu, ta so với ai khác càng muốn bình tĩnh một chút, chỉ là không có biện pháp, nhiều khi chúng ta chỉ có thể dùng chiến để dừng chiến. Bởi vì tình cảnh hiện tại của chúng ta kỳ thật đã là tuyệt cảnh, muốn đi ra tuyệt cảnh, nhưng nhịn cầu hòa là không được, biện pháp duy nhất là giết ra một con đường. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta minh bạch. Nàng tự nhiên minh bạch, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực kỳ thật vẫn là tuyệt cảnh, muốn tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết chỉ có thể như Dương Diệp nói, giết ra một con đường. Sau khi Dương Diệp và đế nữ đều đồng ý, vấn đề này cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Dạ Lưu Vân nói, ta lập tức truyền âm cho Nam Cung Cầm, để cho nàng phái đám người nguyên lão tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đám người nguyên lão là ba cường giả thần giả cảnh, còn là loại cực kỳ cường đại, ở tình cảnh trước mắt của Thiên Vân Tinh Vực, bọn hắn đối với Thiên Vân Tinh Vực mà nói, không thể nghi ngờ là một trợ lực. Đấu võ tự nhiên không phải nói đánh có thể đánh, Dương Diệp ngược lại muốn, nhưng muốn đấu võ, rất nhiều sự tình phải chuẩn bị cùng xử lý. Bằng không thì còn chưa đánh, Thiên Vân Tinh Vực đã loạn lên. Dạ Lưu Vân cùng đế nữ chuẩn bị sự tình khai chiến, mà Dương Diệp thì tu luyện, hắn đã đột phá đến hư giả cảnh, nhưng vừa đột phá, cũng không quá ổn định, bởi vậy hắn muốn vững chắc cảnh giới của mình. Hiện tại hắn đã là hư giả cảnh, bất kể là thân thể hay phương diện khác, đều đã được tăng lên rất lớn, đặc biệt là phương diện huyền khí, dùng huyền khí của hắn hiện tại, không cần tinh thần chi lực cùng huyền khí trong bổ thiên thạch. Hắn có thể thi triển 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. So với trước nhiều gấp đôi. Mà phương diện thân thể, tuy vẫn là kỷ nguyên cảnh, nhưng nhục thể của hắn đã đạt tới kỷ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, cơ hội này rất khó, cực kỳ khó, trừ khi là có kỳ ngộ, bằng không thì tu luyện bình thường hoặc bị đánh bình thường, căn bản không có biện pháp tăng lên tới bất tử bất diệt cảnh. Cho nên phương diện thân thể, hắn chỉ có thể tạm hoãn. 10 ngày sau, Dương Diệp đi ra phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện 10 ngày đối với bên ngoài mà nói, chỉ là một ngày. Trong chiến thần điện, ngoại trừ đế nữ cùng Dạ Lưu Vân, còn có cha mẹ đế nữ, đám người nguyên lão. Ba người nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có mỉm cười, trước kia bọn hắn theo Dương Diệp đi Thiên Ma Tinh Vực phát đại tài. Bởi vậy lần này nghe Dương Diệp cần bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn không chút nói nhảm, lập tức chạy tới. Bọn hắn lấy được những linh mạch kia, Dương Diệp một cái cũng không lấy, toàn bộ tiến vào túi bọn hắn. Đối với cách làm của Dương Diệp, bọn họ rất có hảo cảm thấy Dương Diệp rất hiểu chuyện. Dương Diệp nhìn đám người nguyên lão nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua trong tràng, lúc này tất cả thần giả của Thiên Vân Tinh Vực cũng ở chỗ này.
Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên đánh úp về phía chiến thần điện. Ngay sau đó, một âm thanh dữ tợn đột nhiên vang lên. Dương Diệp, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, bởi vì hắn căn bản không biết chủ nhân của thanh âm này. Mà một bên, đế nữ cau mày nói khẽ, là hắn. Người nhận thức. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Thế tử của Man Hoang Tinh Vực, Man Thiên, ta từng ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện gặp được, lúc ấy ta gia nhập một dòng binh đoàn, hắn cũng là một thành viên trong đó. Chính là tên trước kia muốn tìm người quan hệ thông gia. Dương Diệp nói, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Là hắn. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi nhấc lên, xem ra đối phương là chưa từ bỏ ý định a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp cười nói. Người ta đã tới tìm ta, há có đạo lý Khonoji gặp. Đi, để cho ta đi xem thế tử của Man Hoang Tinh Vực. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn ra ngoài điện. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, đế nữ giống như muốn nói cái gì, lúc này Xê Dạ Lưu Vân nhìn nàng lắc đầu. Người nọ đã chạy đến nơi này tìm hắn, hiển nhiên, đối phương đối với ngươi là chưa từ bỏ ý định. Cho nên, ngươi nói không có ý nghĩa gì, chẳng bằng giao việc này cho Dương Diệp đi giải quyết, dù sao đây là hắn nên làm. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, đoàn người ra đại điện. Bên ngoài chiến thần điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn, ở trung ương quảng trường đứng hai người, trong đó một vị dĩ nhiên là Dương Diệp, mà một vị khác là Man Thiên. Man Thiên là người Man tộc, giống như đám người Man Chí, hình thể rất cao lớn, so với Dương Diệp trọn vẹn lớn hơn một vòng. Ngươi chính là Dương Diệp. Man Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, ánh mắt bình tĩnh lại dẫn theo một cỗ âm hàn. Là ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bành. Dương Diệp vừa nói xong, chân phải Man Thiên đột nhiên đạp mạnh mặt đất. Sau đó cả người hóa thành một tia sáng bắn mạnh tới Dương Diệp. Nhìn thấy Man Thiên trực tiếp xuất thủ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong con ngươi lóe lên hàn mang. Hắn cũng không có nói nhảm, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, phương viên mấy ngàn trượng run lên kịch liệt, ngay sau đó hai người đồng thời lùi lại. Man Thiên lui vẫn chưa tới trăm trượng đã ngừng lại, sau đó hắn lần nữa hóa thành một đạo quang mang bắn mạnh tới Dương Diệp. Mà Dương Diệp vẫn còn lùi. Hiển nhiên, lực lượng của Dương Diệp không bằng Man Thiên. Tốc độ của Man Thiên cực nhanh, những nơi đi qua, không gian rung động. Thời điểm hắn đi vào trước mặt Dương Diệp, giống như lúc trước, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của Man Thiên bắn ra, không gian quanh người Dương Diệp rạn nứt. Đối diện Man Thiên, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, chân phải đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại, sau đó hắn cũng vung một quyền đối oanh. Giới hạn, oanh, hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, trong tràng bộc phát ra tiếng nổ lớn, ngay sau đó Dương Diệp cùng Man Thiên lần nữa lùi lại. Sau khi lùi chừng trăm trượng, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp mạnh mặt đất. Cả người lập tức ngừng lại. Hắn nhìn nắm đấm của mình, lúc này nắm đấm đã rạn nứt. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Man Thiên, không thể không nói, thực lực của Man Thiên xác thực rất mạnh. Cảnh giới của đối phương giống như đế nữ, là bán thần cảnh, nhưng phương diện thân thể, đối phương đã vượt qua hắn quá nhiều. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn không phải thể tu, mà là kiếm tu. Dưới tình huống thân thể không bằng đối phương còn muốn dùng thân thể, đó là đầu bị cửa kẹp mới làm như vậy. Sở dĩ không cầm kiếm tổ cùng Táng Thiên, là vì vừa hắn tăng lên tới hư giả cảnh, hy vọng tìm người luyện tay. Tay Man Thiên hữu chậm rãi nắm chặt, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi cái rác rưởi, ngươi có tư cách gì xứng với nàng? Hôm nay để cho lão tử phế ngươi, để cho nàng minh bạch, ngươi căn bản không xứng với nàng. Nói xong. Man Thiên đập mạnh một cái, cả người bắn ra, không có bất kỳ động tác xinh đẹp, cũng không có thi triển bất luận huyền kỹ gì, trực tiếp một quyền oanh tới Dương Diệp. Xa xa, thần sắc Dương Diệp bình tĩnh, sau khi nắm đấm của Man Thiên đi vào trước mặt hắn, hắn đột nhiên vọt tới trước, sau đó đâm ra. Bành! Xùy! Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp lùi lại mấy trượng, mà Man Thiên thì lui gần trăm trượng,
Không chỉ như thế, tay phải của hắn bị kiếm của Dương Diệp lột bỏ rồi. Một kiếm phá vạn pháp. Xa xa, Man Thiên nhìn tay của mình, thần sắc vô cùng âm trầm. Sau một khắc, trong mắt Man Thiên hiện lên lệ khí, tay phải hắn khẽ động, trong chốc lát, toàn bộ tay phải mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ở dưới cỗ lực lượng này, ống tay áo của hắn hóa thành hư vô, ngay sau đó một cánh tay màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, nắm đấm mất đi lại lần nữa về tới trên tay, bất quá là màu đỏ như máu. Huyết thủ. Xa xa, nhìn thấy một màn này, trong mắt đế nữ hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái gì là huyết thủ? Bên cạnh đế nữ, Dạ Lưu Vân hỏi. Đế nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Man tộc phần lớn đều tu luyện thân thể, Man Thiên cũng thế. Cường giả Man tộc vì bồi dưỡng hắn, chộp tới một huyết phượng tu vị thần cấp, sau đó dung nhập huyết phượng vào cánh tay của hắn, dùng bí pháp để cho hắn hấp thu toàn bộ lực lượng cùng huyết khí của huyết phượng. Hiện tại cánh tay này, kỳ thật tương đương với một yêu thú thần cấp. Thần cấp? Dạ Lưu Vân biến sắc. Dương Diệp có thể bị nguy hiểm hay không? Đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nhìn đi. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua cánh tay của Man Thiên, sau đó duỗi ra ngón tay nhìn Man Thiên ngoéo một cái. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Man Thiên vô cùng dữ tợn, sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một đạo ánh sáng bắn mạnh tới Dương Diệp. Khi đi vào trước mặt Dương Diệp, tay phải co rụt lại, sau một khắc, mạnh mẽ oanh về phía Dương Diệp. Quyền ra, không gian chung quanh Dương Diệp sụp đổ, mà Dương Diệp thì bị quyền kình chấn nhanh lùi lại, nhưng lui không sai biệt lắm một trượng, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp đất, cả người lập tức ngừng lại, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Bành! Xuy! Vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp lần nữa bị chấn lùi về sau, lúc này đây, lui trọn vẹn trăm trượng mới dừng lại, mà Man Thiên thì lui hơn 200 trượng, không chỉ như thế, ở trên cánh tay, nhiều hơn một kiếm động, bất quá không có đổ máu. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi, mặc dù có lòng tin với Dương Diệp, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Man Thiên thoạt nhìn không phải kẻ yếu, đặc biệt là trước kia nghe đế nữ nói tay của đối phương có thể so với thần giả. Bất quá cũng may, Dương Diệp vẫn ổn chiếm thượng phong. Lúc này đế nữ nhẹ giọng nói. Một kiếm phá vạn pháp, hắn dùng càng ngày càng quen thuộc rồi. Một kiếm phá vạn pháp xác thực rất mạnh. Dạ Lưu Vân nói, đối với cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, nàng cũng không có khái niệm, nàng chỉ biết, Dương Diệp không có thi triển huyền kỹ gì liền nhẹ nhõm phá vỡ sát chiêu của Man Thiên. Không phải rất mạnh, là cực kỳ mạnh. Lúc này đế nữ nói, kiếm tu chính thức, có thể làm đến vạn pháp đều phá, trừ khi tốc độ cùng lực lượng nghiền áp hắn, bằng không thì ngươi căn bản không thắng hắn được. Bởi vì bất kể là chiêu thức hay huyền kỹ gì, cho dù là thần thông rất mạnh, hắn cũng có thể phá vỡ. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trước kia hắn không có loại năng lực này, khi đó hắn chỉ biết man lực, hiện tại hắn chính thức nắm giữ một ít tinh túy của một kiếm phá vạn pháp. Có thể nói, trừ khi là thần giả như Thiên Ma Chủ, bằng không thì thần giả bình thường căn bản không làm gì được hắn. Xa xa, Dương Diệp nhẹ nhàng phất phất kiếm trong tay, từng đạo kiếm hoa xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, hoa lệ đến cực điểm. Dương Diệp tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, sau đó tay trái chỉ Man Thiên ngoéo một cái. Ý tứ này không cần nói cũng biết, tiếp tục đến. Xa xa, Man Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, lúc này đây trong mắt hắn đã có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, Dương Diệp cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng lúc này hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Sau một khắc, toàn thân Man Thiên đột nhiên rung động, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người. Từng khối lân phiến màu đen xuất hiện ở trên toàn thân, kể cả cánh tay cũng bị lân phiến màu đen bao trùm, cùng lúc đó, ở quanh người hắn, xuất hiện một tầng ánh sáng âm u hơi mỏng. Huyền quy hộ thể. Dạ Lưu Vân giống như một hiếu kỳ bảo bảo, lại hỏi. Đế nữ nói. Cường giả Man tộc tìm cho hắn một huyền quy, bọn hắn phong ấn huyền quy ở trong cơ thể của hắn, sau đó thông qua bí pháp, hắn đã lấy được năng lực của huyền quy. Đã có những lân giáp này, một kích toàn lực của thần giả cảnh cũng khó phá vỡ. Bình thường hắn cùng với người đối chiến, chỉ cần thi triển huyền quy hộ thể, chẳng khác nào dựng ở thế bất bại. Ta đột nhiên phát hiện, tán tu thật bi thúc. Dạ Lưu Vân lắc đầu, Dương Diệp tương đương với tán tu, trang bị đều cần dựa vào mình đánh ra, mà Man Thiên căn bản không cần, chỉ cần tu luyện là được, trang bị gì đó, có người đánh cho hắn,
Đế nữ khẽ gật đầu, sau đó nói. Nhưng tán tu có một điểm là những con cháu thế gia kia không có, đó chính là năng lực chịu khổ và tính cách, đặc biệt là tâm tính. Người biết lúc trước Dương Diệp ở địa phương nào hấp dẫn ta nhất không? Vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hắn, hung ác với người khác, nhưng nhiều khi ngươi sẽ phát hiện, hắn đối với mình còn ác hơn. Nói đến đây, đế nữ dừng một chút, lại nói tiếp. Đây mới là nam nhân. Dạ Lưu Vân trầm mặc, bởi vì đế nữ nói rất đúng, Dương Diệp chơi liều, đúng là mị lực của hắn, cũng là nguyên nhân hấp dẫn nàng. Đúng lúc này, xa xa Man Thiên đột nhiên nhìn về phía đế nữ ở bên cạnh Dạ Lưu Vân, giận dữ hét. Đế nữ, ngươi nhìn rõ ràng, ta cho ngươi nhìn rõ ràng nam nhân ngươi chọn là rác rưởi đến cỡ nào. Nói xong, thân hình Man Thiên khẽ động, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp sau đó chỉ lồng ngực của mình, âm thanh hung dữ nói. Rác rưởi, ngươi không phải có thể một kiếm phá vạn pháp sao? Tới, ngươi phá phòng ngự của Gia Gia thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua Man Thiên, không nói gì. Đến, Man Thiên trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó giận dữ hét. Ta muốn nàng nhìn rõ ràng, ở trước mặt ta, kiếm của ngươi hết thảy đều là rác rưởi, đều là rác rưởi. Dương Diệp gật đầu, cũng không nói nhảm, tay khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trong tay trái, trong vỏ là kiếm tổ. Không có nói nhảm chút nào, Dương Diệp rút kiếm chém. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt Man Thiên thay đổi. Giờ khắc này, hắn biết rõ mình có chút coi thường rồi. Đáng tiếc chính là, đã không kịp đối ý. Bành! Ở trong ánh mắt của mọi người, Man Thiên bay ngược ra, trọn vẹn bay gần vạn trượng. Mọi người nhìn thấy lân phiến trên người Man Thiên bay lả tả, nương theo lân phiến, còn có cột máu như suối phun. Tràng diện này, hơi có chút đồ sộ. Xa xa, đế nữ lắc đầu. Thật ra thực lực của Man Thiên là không tệ, ít nhất có thể so với cường giả thần giả cảnh, nếu như hắn không khinh địch, là có thể cùng Dương Diệp chiến một trận. Đáng tiếc, hắn quá có lòng tin với huyền quy hộ thể của mình. Ở vị diện này, dám đứng đấy bất động ngạnh kháng một kiếm của Dương Diệp, không phải là không có, nhưng tuyệt đối không có Man Thiên. Ngạnh kháng kiếm của Dương Diệp, cái này là muốn chết. Xa xa. Sau khi bay ra gần vạn trượng, Man Thiên rốt cục rơi vào trên mặt đất. Lúc này lân phiến toàn thân hắn đã biến mất không thấy gì nữa, trên người nứt ra, máu tươi không ngừng lan tràn, những máu tươi này lập tức nhuộm Man Thiên thành một huyết nhân. Man Thiên nằm trên mặt đất, chưa chết, chỉ là không cách nào nhúc nhích. Ở dưới một kiếm kia của Dương Diệp, Man Thiên đánh mất sức chiến đấu. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Man Thiên, xa xa, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái. Muốn nói lại thôi, do dự một chút, nàng đang muốn mở miệng, lúc này Dạ Lưu Vân giữ nàng lại, sau đó nhìn nàng lắc đầu. Dạ Lưu Vân rất rõ ràng, loại thời điểm này, loại chuyện này, đế nữ đừng nói gì mới tốt. Dương Diệp đi tới trước mặt Man Thiên, bao quát lấy Man Thiên đã không cách nào nhúc nhích, Man Thiên cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp không nói gì, mà lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp. Dương Diệp, Man Thiên đột nhiên điên cuồng kêu lên, cuồng loạn giống. Nếu như Dương Diệp cho hắn một kiếm, thế thì khá tốt rồi. Ít nhất như vậy, hắn còn có chút tôn nghiêm, nhưng Dương Diệp không có, Dương Diệp bỏ qua, đặc biệt là ở trước mặt đế nữ bỏ qua hắn, cái này so với giết hắn đi còn muốn làm cho hắn khó chịu. Thời điểm Dương Diệp đi đến trước mặt đế nữ cùng Dạ Lưu Vân, đế nữ nhìn Dương Diệp. Vì cái gì không giết hắn đi? Ngươi hy vọng ta giết hắn. Dương Diệp cười hỏi lại. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Giết hay không giết, ta đều đứng ở bên ngươi. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui lên, hắn vốn cho rằng đế nữ không hy vọng hắn giết đối phương, cũng không phải nói đế nữ có cảm tình gì với Man Thiên. Phải biết, đế nữ đã từng nhận thức Man Thiên, tuy nàng không có cảm giác gì với Man Thiên, nhưng quen biết một hồi, nàng nhất định không hy vọng hắn giết đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới, đế nữ sẽ nói như vậy. Hiển nhiên, ở trong nội tâm đế nữ, hắn mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật hắn cũng không phải một người rộng lượng, trước kia Man Thiên rõ ràng cho thấy muốn giết hắn, theo như tính cách của hắn, là sẽ diệt đối phương, bất quá hắn cảm thấy không có tất yếu. Đầu tiên, hắn không có để đối phương vào mắt, loại mặt hàng này, đừng nói hắn bây giờ là hư giả cảnh, dù là đế giả cũng có thể đánh 10 cái. Tiếp theo, hắn cảm thấy
cho đối phương sống so với cho đối phương chết càng tốt, bởi vì lúc này Man Thiên nhất định là sống không bằng chết. Oanh! Đúng lúc này, một cổ khí tức đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, ngay sau đó, một lão giả áo bào màu vàng xuất hiện ở vị trí của Man Thiên. Cường giả thần giả cảnh. Trong tràng, ánh mắt đám người Dương Diệp rơi vào trên người lão giả áo vàng, rõ ràng, đây là cường giả của Man Hoang Tinh Vực, bởi vì hình thể của đối phương khác hẳn với thường nhân. Khi nhìn thấy thảm trạng của Man Thiên, sắc mặt lão giả áo vàng chìm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Dương Diệp. Các ngươi làm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực mà nói, là ta làm. Ánh mắt của lão giả áo vàng rơi vào trên người Dương Diệp, thần sắc dữ tợn. Ai cho mi lá gan? Dương Diệp nhìn lão giả áo vàng mấy tức, sau đó tay phải cua cua nói. Giết! Mọi người sửng sốt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đều cho là mình nghe lầm. Ngay cả lão giả áo vàng cũng hơi sững sờ, giết! Trong tràng, Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có người động thủ, ta tự mình tới đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh tới lão giả áo vàng. Khi đi vào trước mặt lão giả áo vàng, Dương Diệp không có nói nhảm, mạnh mẽ rút kiếm chém. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, thần sắc của lão giả áo vàng vô cùng dữ tợn, nhưng khi Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ngay sau đó, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hắc thiết chùy, mãnh liệt nện tới Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, hắc thiết chùy bị kiếm của Dương Diệp chém thành mảnh vỡ, mà Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại. Bất quá lui gần 10 trượng, hắn ngừng lại, mà lão giả áo vàng thì lui trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng, hơn nữa tay phải của hắn đã không thấy rồi. Cánh tay này ở vừa rồi giống như thiết chùy, bị chấn nát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả áo vàng, không thể không nói, vị cường giả thần giả cảnh này quả thật có chút mạnh, vậy mà chọi cứng hắn một kiếm này, tuy tổn thất một cánh tay, nhưng bị thương không phải rất nghiêm trọng. Xa xa, lão giả áo vàng cũng đang nhìn Dương Diệp. Giờ phút này vẻ mặt hắn ngưng trọng, vừa rồi may mắn hắn không có khinh địch, bằng không thì một kiếm kia khả năng đã lấy mạng của hắn. Hai người liếc nhau, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó bắn mạnh về phía lão giả áo vàng, mà lúc này, cùng Dương Diệp lao ra còn có đế nữ. Thấy đế nữ động thủ, vợ chồng Trang Vị Thiên cùng với đám người nguyên lão cũng vội vàng vọt tới. Lão giả áo vàng. Bảy tên cường giả thần giả cảnh đều xuất thủ. Lão giả áo vàng làm sao ngăn cản được? Không đến mấy hơi, lão giả áo vàng bị đánh gục. Lúc này đây, ở dưới Dương Diệp chỉ bảo, mọi người chỉ đánh chết lão giả áo vàng, không có hủy diệt thân thể đối phương, bởi vậy hắn lấy được một thi thể cường giả thần giả cảnh. Kỳ thật lão giả áo vàng chết quả thực có chút biệt khuất, hắn căn bản không nghĩ đám người Dương Diệp dám ra tay, phải biết hắn là đến từ Man Hoang Tinh Vực. Nếu như hắn biết đám người Dương Diệp kỳ thật đã chuẩn bị khai chiến với Man Hoang Tinh Vực mà nói, hắn sẽ không ra, phải nói là không dám tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp, bất kể là Trang Vị Thiên hay đám người đế nữ, đều không nghĩ qua đánh chết lão giả áo vàng, bởi vì đánh chết lão giả áo vàng, vậy thì ý nghĩa Thiên Vân Tinh Vực thật sự chống lại Man Hoang Tinh Vực rồi. Có thể nói, hiện tại song phương không có đường lui. Mà đối với Dương Diệp mà nói, nếu như đã nhất định chống lại, vậy vì sao bây giờ không ra tay tiêu diệt một thần giả của đối phương? Hai quân đối chiến, thực lực yếu không có sao, nhưng không thể yếu khí thế, không khí thế có, còn đánh cái gì? Trước kia lão giả áo vàng vênh váo tự đắc, một bộ ta là người Man Hoang Tinh Vực, các ngươi không dám động ta. Nếu như bên bọn hắn thật không động, hoặc không dám động, có thể tưởng tượng, đuôi của lão giả áo vàng nhất định sẽ vểnh đến bầu trời. Hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Man Thiên hỏi. Dương Diệp thản nhiên nhìn Man Thiên, sau đó nói. Giúp ta truyền một phong thơ cho người Man Hoang Tinh Vực, nói thế tử của bọn hắn mở miệng vũ nhục ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm cơ trọng với ta. Hơn nữa, bởi vì hắn vũ nhục, ta cảm thấy ngủ không được, cơm ăn không ngon, để cho bọn hắn cầm 10 vạn tiên tinh thạch đến bồi thường tổn thất tinh thần, thiếu một viên, ta lấy đầu của thế tử bọn hắn đến bồi. Mọi người. Xảo trá, chân trụi xảo trá. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, thấy thần sắc Dương Diệp không giống làm bộ, nhẹ gật đầu nói. Được. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Ta muốn trước làm ít chuyện, cho nên sự tình thu hồi thế giới,
chậm rãi vài ngày. Nguyên lão nhẹ gật đầu. Chúng ta ở Thiên Vân Thành, lúc nào xuất phát, người nói một tiếng là được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, đám người Nguyên lão cũng biến mất. Sau khi Dương Diệp cùng đám người Nguyên lão đều đi, Trang Vị Thiên đột nhiên cười khổ nói. Vị Nhiên, tính tình của Dương Diệp thật sự có chút cực đoan. Không thể không nói, hiện tại Dương Diệp với tư cách người chủ đạo Thiên Vân Tinh Vực, hắn thật rất lo lắng, bởi vì tính tình của Dương Diệp, thật sự là không thích hợp làm một người lãnh đạo, cái này quá biết gây sự rồi. Trang Vị Thiên khẽ lắc đầu nói. Tính tình của hắn chính là như vậy, bất quá đây cũng không phải chuyện xấu, bây giờ chúng ta thiếu chính là một người lãnh đạo cường thế. Trang Vị Thiên cười khổ nói. Hắn cũng không phải cường thế bình thường. Không sao. Trang Vị Nhiên lắc đầu nói. Hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật trong lòng của hắn nhìn xa hơn chúng ta rất nhiều. Được rồi. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi thật muốn đệ đệ của ngươi lưu vong. Trang Vị Nhiên nhìn về phía Trang Vị Thiên. Cái này đối với hắn mới có lợi, ở chỗ này, có các ngươi và ta bảo hộ, hắn vĩnh viễn sẽ không phát triển. Nếu như hắn không muốn ra ngoài, các ngươi bảo hắn đến nói với ta. Nói xong, đế nữ quay người rời đi. Kỳ thật Vị Nhiên nói cũng không sai. Lúc này Thiên Yêu Thiền nói. Minh Nhi xác thực thiếu khuyết tôi luyện, đi ra ngoài tôi luyện một phen, đối với hắn ngày sau phát triển mới có lợi. Ngươi nhìn Dương Diệp, so sánh với Dương Diệp, bất kể là thực lực, hay tâm tính, hắn chênh lệch thật sự rất nhiều. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực kém rất nhiều, tuy tính tình Dương Diệp có chút cực đoan, nhưng không thể không nói, người này rất không tệ, ít nhất đối với Vị Nhiên, hắn là thật tâm, bằng không thì lúc trước sẽ không vì Vị Nhiên đi tàn sát Thiên Ma Thành. Thiên Yêu Thiền nhẹ gật đầu nói. Chúng ta đều già rồi, người trẻ tuổi bọn hắn thích giày vò như thế nào cũng được, chúng ta có thể làm là ở sau lưng ủng hộ bọn hắn. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói. Đi thôi, đi nói cho Minh Nhi một chút. Nói xong, hai người biến mất. Trong phòng Dương Diệp đi tới tầng thứ ba, ở trước mặt hắn, là thi thể lão giả áo vàng. Khôi lỗi thần giả cảnh. Khôi lỗi thần giả cảnh, Dương Diệp không có luyện qua, nếu như là trước kia, hắn không có tin tưởng luyện chế khôi lỗi thần giả cảnh, nhưng hiện tại, hắn đã là hư giả cảnh, bất kể là tinh thần. Lực hay linh hồn lực, đều đã được tăng lên rất lớn, bởi vậy hiện tại với hắn mà nói. Luyện chế khôi lỗi thần giả cảnh cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá cũng không phải rất thuận lợi, dù sao luyện chế khôi lỗi không chỉ dựa vào thần hồn cùng tinh thần lực, còn có kiếm ý. Mà kiếm ý của hắn mới niết bàn cảnh, bởi vậy luyện chế vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bất quá cũng may, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn đã đủ rồi. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm 10 ngày, Dương Diệp luyện chế thành công. Khôi lỗi thần giả cảnh. Sau khi luyện chế khôi lỗi thành công, Dương Diệp lập tức để cho hắn chạy tới Minh Ngục Đại Lục. Cho tới nay hắn lo lắng không phải mình, mà là Minh Ngục Đại Lục. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thần giả bình thường căn bản không làm gì được hắn, nhưng nếu như một cường giả thần giả cảnh tiến về Minh Ngục Đại Lục mà nói, Minh Ngục Đại Lục căn bản không cách nào chống lại, hiện tại Minh Ngục Đại Lục ngay cả bán thần cũng không có. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, hắn để cho khôi lỗi thần giả chạy về Minh Ngục Đại Lục. Đã có khôi lỗi thần giả cảnh, dù Minh Ngục Đại Lục lọt vào cường giả thần giả cảnh đánh lén, khôi lỗi cũng có thể ngăn trở một hồi. Chỉ cần một hồi, với hắn mà nói đã đủ rồi. Bởi vì hắn để cho khôi lỗi mang lên thứ nguyên không gian kỳ, tối đa mười mấy hơi, hắn có thể trực tiếp trở lại Minh Ngục Đại Lục. Minh Ngục Đại Lục không có nỗi lo về sau, hắn có thể ở đây buông tay đánh cược một lần. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, đi tới Chiến Thần Điện. Trong tràng, đế nữ Dạ Lưu Vân, Trang Vị Thiên còn có đám người Nguyên lão đều ở đây. Dương Diệp nhìn mọi người, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn ra ngoài điện, mọi người nhìn nhau, sau đó biến mất. Ngoài điện, không trung, xuất hiện một lão giả hoa bào. Người man hoang tinh vực. Sở dĩ liếc nhìn ra đối phương là người man hoang tinh vực. Là vì người man hoang tinh vực cơ bản đều rất cao lớn. Ánh mắt lão giả hoa bào rơi vào trên người Dương Diệp nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Hiện tại thanh danh của Dương Diệp rất lớn, có thể nói, người hạ vị diện cơ bản không có không biết. Tàn sát một thành,
hơn nữa còn là chủ thành của một chung thế giới. Loại chuyện này, đã thật lâu không có xuất hiện, dù sao sát nhân quá nhiều, là có tổn thương thiên hòa, hơn nữa thậm chí khả năng đưa tới thiên đạo chi nhãn. Cho nên dù hai tinh vực đại chiến, bình thường cũng sẽ không lựa chọn tàn sát cả thành, mà chỉ chu sát quân chủ lực của đối phương. Nhưng Dương Diệp lại phá hủy toàn bộ thiên ma thành. Đồ tể. Dương đồ tể. Đây là danh xưng mới của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta chính là Dương Diệp. Thế tử nhà của ta đâu? Lão giả hoa bào nói. Tiên tinh thạch đâu? Dương Diệp hỏi lại. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không có. Không có, vậy ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp nhìn lão giả. Lão giả hoa bào nói. Man chủ nói, không có tiên tinh thạch, mệnh của thế tử, ngươi có bản lĩnh, liền giết cho ta xem. Mang man thiên ra. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, một lát sau, man thiên bị Dạ Lưu Vân dẫn tới, lúc này man thiên bởi vì không có được trị liệu, đã hấp hối. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải vung lên, kiếm quang hiện, đầu man thiên rơi xuống, sau đó tay trái Dương Diệp vung lên, đầu man thiên bay đến trước mặt lão giả hoa bào nói. Hiện tại, thấy được chưa? Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không hổ là Dương đồ tể, ta đại biểu man hoang tinh vực hướng ngươi tuyên bố, từ nay về sau, trên đời này sẽ không có thiên vân tinh vực. Nói xong, thân thể lão giả hoa bào dần dần mở đi, thoáng qua đã biến mất. Trong tràng, bất kể là đế nữ hay đám người nguyên lão, thần sắc đều ngưng trọng. Đối với đế nữ mà nói, từ nay về sau, man hoang tinh vực tương đương tuyên chiến với thiên vân tinh vực. Trận chiến này, không thắng lợi, thì thành nhân, mà đối với đám người nguyên lão mà nói, thiên vân tinh vực khai chiến với man hoang tinh vực, vậy thì ý nghĩa bọn hắn sẽ cuốn vào càng ngày càng sâu. Đối với bọn họ mà nói, ngày sau đơn giản là hai kết quả, một là chỗ tốt ngày càng nhiều, loại thứ hai là chiến tử, sau đó còn sẽ liên lụy thiên vân thương hội. Lợi ích rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Bất quá lúc này bọn hắn đã cùng Dương Diệp buộc lại với nhau, chỉ có thể đi theo Dương Diệp. Bất quá cũng may, đối với Dương Diệp, bọn hắn một mực có lòng tin. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp đã là hư giả cảnh. Trong trang, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ nói. Hai thế giới cách chúng ta gần nhất là bị tinh vực nào chiếm lĩnh. Chung quanh thiên vân tinh vực có hai thế giới, bất quá lúc này đã bị những lĩnh vực khác chiếm lĩnh. Nói như vậy, thiên vân. Tinh vực nguyên bản nắm giữ trên trăm tiểu thế giới, hiện tại chỉ còn lại có thiên vân đại lục, tiểu thế giới còn lại đã toàn bộ rơi vào trong tay người khác. Đế nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Là U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực, ngoại trừ hai tinh vực này, thế giới còn lại cơ bản đều ở trong tay Hoàng Viêm tinh vực, Thương Phạm tinh vực, Thanh Minh tinh vực, còn có Man Hoang tinh vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đi, đi U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, Trang Vị Thiên nói. Là trực tiếp đi đại bản doanh của U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói. Từng bước đi thu thế giới, như vậy quá phiền toái, hơn nữa cũng không chỉ được gốc, lấy thực lực của chúng ta, muốn ở trong thời gian ngắn trực tiếp diệt chủ thế giới của U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực, không phải rất khó. Giải quyết chủ thế giới của bọn hắn. Ta xem bọn hắn còn có gan chiếm thế giới của chúng ta hay không. Hơn nữa, chúng ta đã phản kích, vậy thì phải đánh ra khí thế, không đánh thì không đánh, nếu đánh phải đánh cho đến chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, đế nữ đứng ở bên cạnh Dương Diệp nói. Ta tán thành. Đế nữ không có ý kiến, người khác không khả năng có ý kiến rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền nói. Bá phụ, bá mẫu. Hai người các ngươi trấn ở thiên vân tinh vực, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Thiên vân tinh vực là căn cứ của bọn hắn, nếu như không có cường giả thần giả cảnh tọa trấn là không được, vạn nhất đối phương giống như bọn họ đánh lén, như vậy thiên vân tinh vực chẳng phải xong đời. Có hai vị cường giả thần giả cảnh tọa trấn, tăng thêm hắn ở chỗ này để thứ nguyên không gian kỳ, chỉ cần ở đây xảy ra việc, hắn có thể lập tức trở về. Tiến công phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, nhưng phòng thủ cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, đoàn người Dương Diệp đi ra thiên vân tinh vực, tiến nhập tinh không.
Lúc này theo Dương Diệp ly khai Thiên Vân Tinh vực có đế nữ, còn có đám người nguyên lão, tăng thêm hai con thiên ma lang, tương đương với 7 cường giả thần giả cảnh. Tuy Dương Diệp không phải thần giả, nhưng thực lực của hắn không thua thần giả cảnh. Quan trọng nhất là, 7 người bọn hắn thực lực đều không bình thường, căn bản không phải thần giả bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là hai con thiên ma lang, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Có thể nói, thiên ma chủ không thi triển thiên ma bá thể cũng đánh không lại hai con thiên ma lang. Có thể nói, chi đội ngũ của bọn hắn, đủ để nghiền áp bất kỳ một thế lực nhị tinh nào. Cho dù là đối mặt thế lực tam tinh bọn hắn cũng không sợ. Mọi người không có sử dụng tinh không truyền tống trận truyền tống, bởi vì sử dụng tinh không truyền tống trận, tất nhiên sẽ kinh động đối phương, phải biết bình thường ở trong truyền tống trận của mình, tất cả mọi người sẽ phái cường giả trấn thủ, chính là sợ có người tập kích. Vốn Thiên Vân Tinh vực cũng có, nhưng hiện tại Thiên Vân Tinh vực tổn thất quá nhiều cường giả, bởi vậy tinh không truyền tống trận của Thiên Vân Tinh vực không có người trấn thủ. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, một con thiên ma lang xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy thiên ma lang, thần sắc đám người nguyên lão ngưng trọng lên. Bởi vì thiên ma lang này cho bọn hắn cảm giác rất nguy hiểm. Thiên ma lang đi ra, thở dài một hơi, ở trong Hồng Mông Tháp, nó có thể nói là chờ đợi lo lắng. Tuy Hồng Mông Tháp không có trấn áp chúng, nhưng chỉ cần ở bên trong, lòng của bọn nó luôn treo lên. Cũng may hiện tại Dương Diệp cuối cùng thả ra rồi. Thiên ma lang nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, thần phục nhân loại, nó là chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù là lúc trước thiên ma chủ, cũng chỉ cùng nó hợp tác mà thôi, nhưng hiện tại, nó lại thần phục một hư giả cảnh. Không thể không nói, cái này với chúng mà nói, là một loại sỉ nhục. Nhưng nó căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì thú hồn của nó ở trong tay Dương Diệp. Hơn nữa đối với đồ đạc trong cơ thể Dương Diệp có thể trấn áp nó cũng vô cùng kiêng kỵ, còn có cùng kỳ, loại chuyện phệ chủ này, chỉ có thể ngẫm lại. Dương Diệp không có để ý thiên ma lang nghĩ như thế nào, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp ngồi ở trên người thiên ma lang, trong mắt thiên ma lang hiện lên lệ khí, nó chưa từng cho nhân loại ngồi qua, bị loài người cưỡi trên lưng, đây cũng không phải sỉ nhục, mà là vô cùng nhục nhã rồi. Nếu để cho hung thú khác biết rõ, ở hung thú giới nó không còn mặt lăn lộn. Nhưng không cho Dương Diệp cưỡi. Nó thật sự là có chút không dám, vạn nhất Dương Diệp ném nó vào thế giới thần bí kia mà nói. Thế nhưng nếu như không phản kháng, về sau còn làm sao ở hung thú giới lăn lộn? Phản kháng hay không phản kháng, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi quan tâm thiên ma lang, cùng kỳ hắn cũng cưỡi qua, cưỡi thiên ma lang tính toán cái gì? Ngồi trên thiên ma lang, Dương Diệp nhìn về phía đám người đế nữ, đưa tay ra, nàng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp ôm eo đế nữ, sau đó hai chân vỗ nhẹ nhẹ thiên ma lang nói. Đi, xuất phát, thiên ma lang. Thiên ma lang cuối cùng không có phản kháng, này tự nhiên là bởi vì cùng kỳ, không phải cùng kỳ ra mặt trấn nhiếp nó. Mà nó cảm thấy ngay cả cùng kỳ cũng nguyện ý đế Dương Diệp cưỡi, mình đế Dương Diệp cưỡi thì như thế nào? Đã có lý do này, trong nội tâm thiên ma lang nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Kỳ thật sở dĩ Dương Diệp thả thiên ma lang ra cưỡi, cũng không phải vì uy phong, hắn không nhàm chán như vậy. Hoành độ hư không, là cực kỳ tiêu hao huyền khí, đặc biệt đối với hắn chỉ là hư giả cảnh, ở phương diện huyền khí, là xa xa không bằng đám người nguyên lão. Bởi vậy hắn thả thiên ma lang ra thay đi bộ, như thế hắn không cần tiêu hao bản thân. Hơn nữa tốc độ của thiên ma lang một chút không kém hắn. Trong tinh không, đám người Dương Diệp chạy gấp, lần này mục tiêu của bọn hắn là U Lam tinh vực. Ngươi không phải còn có một con thiên ma lang sao? Đế nữ đột nhiên nói. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Có thể cho ta ngồi con kia? Đế nữ nói. Thời điểm nàng ngồi cùng Dương Diệp. Đám người nguyên lão nhìn về phía nàng và Dương Diệp, thỉnh thoảng có một tia vui vẻ. Mặc dù nàng không ghét, nhưng cảm giác có chút không được tự nhiên. Lúc này, hai bàn tay của Dương Diệp nắm lấy vòng eo của đế nữ, sau đó đầu dính ở bên tai nàng, lên tiếng nói. Ta thích ôm ngươi như vậy. Thân thể đế nữ có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Trầm mặc một hồi, đế nữ gật đầu, sau đó nói. Ân, nghe nói như thế. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười.
Hắn cũng không có làm ra hành động khác người gì, chỉ đơn thuần ôm đế nữ. Xung quanh còn có đám người nguyên lão, hơn nữa đế nữ cũng là một cường nhân, hắn tự nhiên sẽ không làm ra sự tình tổn hại mặt mũi của đế nữ. Chỉ ôm nàng, này nhất định là không tổn thương Phong Nhã. Ở dưới Dương Diệp ra hiệu, tốc độ mọi người nhanh hơn. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là U Lam Tinh Vực. Sở dĩ chọn U Lam Tinh Vực, là bởi vì U Lam Tinh Vực gần nhất. Một giờ sau, đám người Dương Diệp rốt cuộc tiến vào chủ thế giới của U Lam Tinh Vực U Lam Đại Lục. Đánh lén hay như thế nào? Trên lưng Thiên Ma Lang, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Đánh lén, thực lực không bằng đối phương, hoặc là dưới tình huống bằng đối phương, mà chúng ta, thực lực vượt xa bọn hắn, cho nên trực tiếp tiến công. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới U Lam Đại Lục. Đám người đế nữ theo phía sau. Qua hai tức, trên không U Lam Đại Lục đột nhiên truyền tới một tiếng vang lớn thanh, ngay lập tức, cấm chế trên không U Lam Đại Lục ầm ầm vỡ vụn. Là ai? Trong U Lam Thành đột nhiên vang lên tiếng gào thét, ngay lập tức năm cột sáng từ trong U Lam Thành bay lên, nhưng nghênh đón bọn hắn chính là một quái vật thể hình cực lớn. Quái vật này dĩ nhiên là Thiên Ma Lang. Thiên Ma Lang từ trên bầu trời lao xuống, bay thẳng đến năm cột sáng. Ở dưới khí tức cường đại của Thiên Ma Lang, năm cột sáng ầm ầm vỡ vụn, sau đó năm lão giả xuất hiện ở dưới Thiên Ma Lang. Vừa nhìn thấy Thiên Ma Lang, sắc mặt năm lão giả đại biến, sau đó nhất tề xuất thủ. Oanh 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 oanh. Ở dưới năm người liên thủ, Thiên Ma Lang bị đẩy lui, nhưng Thiên Ma Lang không có thụ thương, ngay lập tức, nó lần nữa lao xuống, lần này theo nó trùng kích còn có một đạo kiếm quang. Là Dương Diệp. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, thần sắc năm người vô cùng khó coi, kỳ thật khi nhìn thấy Thiên Ma Lang, bọn hắn đã đoán được Dương Diệp đến. Bất quá trong nội tâm bọn hắn vẫn lừa dối mình, nhưng bây giờ nhìn thấy kiếm quang, tia may mắn kia đã không còn. Kiếm quang cùng Thiên Ma Lang thế đến hung hung, năm người không dám khinh thường, lần nữa đồng loạt ra tay. Oanh 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 oanh, bầu trời vang lên từng tiếng điếc tai, không gian kích đáng, phảng phất như sau một khắc sẽ triệt đáy nghiền nát. Bất quá không gian hiển nhiên rất kiên cố, bởi vậy chỉ rạn nứt, không có trực tiếp sụp đổ. Ở dưới năm người liên thủ, Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang lần nữa bị kích lui, nhưng năm người cũng bị đẩy lui vạn trượng, hơn nữa một lão giả trong đó còn bị kiếm khí kích trúng, mặc dù không có chết, nhưng đã bị thương. Mà lúc này, đế nữ cùng đám người nguyên lão đã tới. Chỗ xa, một lão giả áo đen đi ra, hắn nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, U Lam Đại Lục ta cùng Thiên Vân Tinh Vực các ngươi không oan không thù, hôm nay các ngươi quy mô đến phạm, này là ý gì? Không oan không thù. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ chế nhạo. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ ngươi đã bắt đầu cầu cứu a. Bây giờ ngươi nói nhãm, là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Đối với cái này, ta muốn nói, ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói xong, Dương Diệp phất tay nói. Tất cả thần giả cùng bán thần. Toàn bộ trảm sát. Nói xong, hắn cùng Thiên Ma Lang lao về phía lão giả áo đen, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến trước mặt đám người lão giả áo đen. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhãm, chỉ rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, lão giả kia sắc mặt đại biến, đối với kiếm kỹ của Dương Diệp hắn tự nhiên là nghe qua, lúc đó Dương Diệp chỉ dựa vào kiếm kỹ cường đại chém thiên ma thành biến mất. Người khác cũng biết kiếm kỹ này khủng bố, bọn hắn căn bản không dám để lão giả kia đơn độc đối kháng, thân hình lao đến trước mặt lão giả kia, sau đó năm người mạnh mẽ đánh ra một trường. Làm cường giả thần giả cảnh, đều có thời gian pháp tắc, nhưng ở trước mặt Dương Diệp, thời gian pháp tắc không có tác dụng. Đầu tiên, uy lực kiếm kỹ của Dương Diệp đã vượt ra thời gian pháp tắc hạn chế, tiếp theo, Dương Diệp có kiếm vực, áp chế hết thảy pháp tắc. Bởi vậy sát chiêu của thần giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp giống như không có, này cũng là nguyên nhân chủ yếu Dương Diệp có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì tuyệt chiêu của thần giả cảnh không có tác dụng với hắn. Mặc dù một kiếm này của Dương Diệp cường đại, nhưng năm người vẫn cản được, hơn nữa đây lui hắn, bất quá Thiên Ma Lang lại bay thẳng đến một thần giả cảnh trong đó. Mặc dù lão giả kia thời khắc mấu chốt xuất thủ, nhưng hắn làm sao ngăn cản Thiên Ma Lang. Lão giả kia bay ra ngoài. Cái bay này, trực tiếp bay tới bên ngoài vạn trường, sau khi hắn dừng lại, đã thiếu chút ngã xuống. Cái va chạm này, không chỉ đụng thân thể hắn rạn nứt,
ngũ tạng trong thân thể cũng vỡ ra. Trọng thương. Thần giả cảnh kia bị thiên ma lang đụng trọng thương, mặc dù không ồ có mất sức chiến đấu, nhưng bây giờ chiến lực của hắn chỉ sợ còn không đến một nửa. Mà lúc này, đám người đế nữ đã trùng kích đến. Không chỉ như thế, một con thiên ma lang khác của Dương Diệp cũng thả ra. Áp chế, không chỉ thực lực áp chế, số lượng cũng tuyệt đối áp chế. Qua không sai biệt lắm một khắc, một lão giả bị một con thiên ma lang bắt lấy, sau đó nuốt mất. Bị mất một thần giả cảnh, tình huống bên U Lam Đại Lục đã không thể dùng thảm để hình dung rồi. Dương Diệp. Ngay lúc này, một thần giả cảnh đột nhiên nói. Dương Diệp, U Lam Đại Lục ta chịu thua, chúng ta nguyện ý giao ra thế giới của Thiên Vân Tinh Vực trước kia. Nghe lão giả nói, đám người nguyên lão nhất thời ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chỗ xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh. Thua, ngươi tính ngược lại rất tốt. Bây giờ nhận thua, trốn qua một kiếp, sau đó đợi man hoang tinh vực hoặc tinh vực khác tới trợ giúp, chờ bọn hắn đến, ngươi còn sẽ nhận thua sao? Không, ngươi sẽ không. Đến lúc đó, bại là chúng ta. Hắn biết rõ, những người này sẽ không chính thức nhận thua, bởi vì còn không có đánh bọn hắn đau nhức. Bây giờ sở dĩ bọn hắn nhận thua, như hắn nói, kỳ thật là kéo thời gian, kéo tới viện binh đến. Nếu như hắn thật sự tin tưởng đối phương nói, như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ chết. Nghe Dương Diệp nói, đám người nguyên lão cùng đế nữ lập tức ra tay. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo đen của U Lam Đại Lục sắc mặt vô cùng khó coi, kỳ thật như Dương Diệp suy nghĩ, hắn là kéo thời gian, bởi vì hắn đã cầu cứu man hoang tinh vực cùng với những tinh vực khác, những người kia cũng đã đáp ứng giúp, có thể nói, chỉ cần kéo một hồi, nguy cơ sẽ giải trừ. Nhưng Dương Diệp căn bản không cho hắn cơ hội. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả áo đen giận dữ hét. Trốn! Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía bầu trời. Chiến không lại, đợi. Khẳng định đợi không được rồi. Bởi vì bên Dương Diệp đã là tuyệt đối áp chế. Muốn sống, chỉ có trốn. Nhưng hắn mới trốn, phía sau hắn truyền tới từng tiếng kêu thảm. Thần sắc lão giả áo đen khó coi tới cực điểm, nhưng hắn không có xoay người, mà tốc độ nhanh hơn. Chạy mau. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu lão giả áo đen lúc này. Rất nhanh, lão giả áo đen dừng lại, bởi vì ở chỗ không xa, là Dương Diệp cưỡi thiên ma lang. Tốc độ của hắn kỳ thật rất nhanh, nhưng nhanh cũng không nhanh bằng thiên ma lang. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta đầu hàng. Ta cự tuyệt. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, thiên ma lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn mạnh tới. Dương Diệp, ta chết cũng muốn kéo ngươi theo. Bầu trời, truyền tới thanh âm gào thét của lão giả áo đen. Ngay lập tức, bầu trời truyền tới mấy tiếng vang lớn thanh. Qua không sai biệt lắm 10 tức, bầu trời khôi phục bình tĩnh, lúc này bầu trời chỉ còn lại có Dương Diệp và Thiên Ma Lang. Thực lực của lão giả áo đen không tệ, nhưng bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Lang đều mạnh hơn hắn, huống chi bây giờ Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang 2-1. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp cưỡi thiên ma lang tới trước mặt đám người đế nữ, sau đó nhìn về phía U Lam Thành, nhìn U Lam Thành rất lâu, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Tàn sát U Lam Thành, sát ý có thể trực tiếp đạt tới quy nguyên cảnh hay không? Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi tàn sát cả thành, hắn cũng không có ham mê tàn sát cả thành, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian cho hắn đi tàn sát cả thành. Dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, mọi người trực tiếp sát nhập vào trong U Lam Thành, mọi người chuyên tìm cường giả bán thần giết, không tới 15 phút, tất cả cường giả bán thần trong thành bị tru sát. Không có cường giả thần giả cảnh, bán thần ở trước mặt đám người Dương Diệp, giống như dê đợi làm thịt, căn bản không có sức hoàn thủ. Sau khi tru sát bán thần, Dương Diệp trực tiếp rời đi, mà thời điểm bọn hắn đi vào trong tinh không, mọi người đều nhíu mày một cái. Có cường giả đang chạy đến. Nguyên lão trầm giọng nói. Không dưới 10 vị thần giả. Đế nữ trầm giọng nói. 10 vị thần giả. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không cần phải nói, những tinh vực chiếm lĩnh thế giới của Thiên Vân tinh vực đã liên thủ. Đây cũng ở trong dự đoán của hắn, những thế lực này ăn lợi ích của Thiên Vân tinh vực vào trong miệng, vì không nhổ ra, bọn hắn chỉ cần ôm đoàn. Bởi vì lúc này mặc dù Thiên Vân tinh vực mới trải qua đại chiến, nhưng ở phương diện cường giả thần giả cảnh, Thiên Vân tinh vực là hoàn toàn có thể đối kháng thế lực tam tinh.
Đây cũng là vì cái gì Man Hoang tinh vực không trực tiếp phái cường giả diệt Thiên Vân tinh vực, bởi vì chỉ bằng vào bọn hắn, dù bọn hắn diệt Thiên Vân tinh vực, nhưng khẳng định cũng sẽ bị Thiên Vân tinh vực đánh cho tàn phế. Cho nên cho dù là Man Hoang tinh vực, cũng không dám toàn diện khai chiến với Thiên Vân tinh vực. Lúc này Thiên Vân tinh vực, ở vị diện này, không có thế lực nào dám khinh thị. Đánh, hay rút lui? Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Đám người Nguyên lão cũng nhìn về phía Dương Diệp. Theo như đám người Nguyên lão nghĩ, tạm thời lui lại, trước tránh đối phương, dù sao đối phương đến 10 cường giả thần giả cảnh, nếu như đánh nhau, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Mà một khi chiến đấu lâm vào giằng co, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Phải biết bọn hắn đã không có viện quân, nhưng những tinh vực kia toàn bộ cộng lại, khẳng định không chỉ 10 tên cường giả thần giả cảnh, còn có một Man Hoang tinh vực. Một khi lâm vào giằng co, cường giả đối phương nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến, khi đó dùng ít đánh nhiều, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Bất quá là chiến hay rút, vẫn phải nhìn ý tứ của Dương Diệp. Tuy cảnh giới Dương Diệp thấp nhất, nhưng Dương Diệp lại là đội trưởng của đội ngũ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó lắc đầu. Không rút lui, chờ bọn hắn. Vì cái gì? Đế nữ hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta chỉ có Thiên Vân Đại Lục, nếu chúng ta rút lui, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp đánh tới Thiên Vân Thế Giới, đến lúc đó, chúng ta căn bản không có biện pháp đi đánh lén những tinh vực khác. Không chỉ như thế, ngược lại còn có thể kéo chiến trường tới Thiên Vân Thế Giới, lâm vào phòng thủ bị động. Cho nên chúng ta không thể rút lui, chúng ta chỉ có thể chiến, một đường chiến đến cùng. Trầm ngâm một lát, đế nữ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cách làm của Dương Diệp. Kỳ thật đế nữ biết rõ Dương Diệp làm chuyện gì cũng có cân nhắc qua, bất quá Dương Diệp có khi cực đoan, đó là không sợ hậu quả, nàng có chút sợ Dương Diệp hành động theo cảm tình, cho nên thời điểm Dương Diệp làm một ít quyết định, nàng đều hỏi thăm. Nếu như Dương Diệp thật nghĩa khí nắm quyền, nàng tự nhiên sẽ ngăn cản, cũng chỉ có nàng ngăn cản được Dương Diệp. Cũng may, hiện tại Dương Diệp rất bình thường, sẽ không sằng bậy. Qua không sai biệt lắm 20 tức. Tinh không xa xa đột nhiên đánh úp lại 10 chùm tia sáng, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, 10 lão giả xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Toàn bộ là cường giả thần giả cảnh. Sau khi nhìn thấy đám người Dương Diệp, 10 lão giả nao nao, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, đám người Dương Diệp sẽ chờ bọn hắn. Rất nhanh, ánh mắt của 10 lão giả rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó thần sắc âm trầm lên. Không cần phải nói. Lúc này bọn hắn đã đoán được thân phận của Dương Diệp. Đám người Dương Diệp đã ở chỗ này, nói cách khác, bọn hắn tới chậm. Đối diện Dương Diệp, một lão giả hoa bào đứng ra nói. Dương Diệp, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệt tất cả tinh vực chúng ta, ngươi có thực lực kia sao? Dương Diệp nhún vai nói. Ta không biết, bất quá ta chuẩn bị thử xem. Thử xem. Thần sắc đám người lão giả hoa bào lập tức có chút khó coi, Dương Diệp này không phải cuồng bình thường a. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không hổ là Dương đồ tể, đủ cuồng. Nói xong, hắn nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói. Chỉ bằng các ngươi, muốn tiêu diệt chúng ta, giống như không đủ, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười cười nói. Có đủ hay không, chỉ có thử qua mới biết, bất quá. Ta cảm thấy nhiều khi, vũ lực không giải quyết được vấn đề. Như thế nào, người muốn giảng đạo lý với chúng ta? Lão giả hoa bào nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có ý nghĩ này. Ta ngược lại muốn nghe xem. Lão giả hoa bào nói. Dương Diệp nhìn đám người lão giả hoa bào, sau đó nói. Ta không nói nhảm nhiều. Các ngươi ăn chút ít thế giới của Thiên Vân tinh vực, có phải nên trả lại cho Thiên Vân tinh vực hay không? Dù sao những thế giới kia không phải của các ngươi. Khóe miệng lão giả hoa bào nổi lên vẻ mỉa mai. Trước kia không phải của chúng ta, nhưng hiện tại là của chúng ta rồi. Minh bạch chưa, Dương Diệp, khuyên người một câu, bây giờ trở về Thiên Vân tinh vực đi, nói như vậy bất định còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Dương Diệp không có quản lão giả hoa bào, mà quay đầu nhìn về phía đế nữ, sau đó nói khẽ. Thấy được không, không phải ta thích chiến. Mà là nhiều khi, chúng ta chỉ có thể chiến. Rất nhiều người nói, công đạo ở nhân tâm, nhưng trong mắt ta, công đạo không phải ở nhân tâm, mà ở trên nắm tay. Nắm tay người nào lớn,
người đó có công đạo, nói có đạo lý. Lúc trước sở dĩ hắn cùng lão giả hoa bào nói nhãm, là bởi vì đế nữ. Bởi vì hắn biết rõ, đế nữ không muốn đối địch cả thế giới. Có thể nói, nếu như đám người lão giả hoa bào nguyện ý trả lại thế giới cho thiên vân tinh vực, đế nữ khẳng định nguyện ý giảng hòa, dù bỏ qua địa bàn của thiên ma tinh vực, nàng cũng nguyện ý. Hiện tại thiên vân tinh vực, thật sự cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa, ngoại trừ Dương Diệp cùng đám người nguyên lão, thiên vân tinh vực mới ba thần giả, kém xa một tinh vực nhị tinh, có thể nói, bây giờ toàn bộ là nhờ đám người Dương Diệp, thiên vân tinh vực mới không bị người diệt. Mà một khi muốn khai chiến, ý vị như thế nào? Ý nghĩa hết thảy đều cần Dương Diệp gánh ở phía trước. Nàng không muốn Dương Diệp vì thiên vân tinh vực đối địch cả thế giới. Nhưng vừa rồi lão giả hoa bào nói làm cho nàng minh bạch. Người ta sẽ không trả lại cho nàng, hơn nữa nhìn tư thế của đối phương, hiển nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt thiên vân tinh vực. Đây cũng là bình thường, thế giới của thiên vân tinh vực đều ở trong tay bọn họ, thiên vân tinh vực sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chắc chắn sẽ không, cho nên vì chấm dứt hậu hoạn, tự nhiên là triệt để tiêu diệt thiên vân tinh vực. Tuy thiên vân tinh vực có đám người Dương Diệp, nhưng sau lưng bọn hắn có man hoang tinh vực. Hơn nữa dù không có man hoang tinh vực, bọn hắn toàn bộ liên thủ, cũng không sợ thiên vân tinh vực chút nào. Trong tràng, đế nữ nhìn thoáng qua đám người lão giả hoa bào, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta hiểu được, về sau sẽ không ngây thơ nữa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói nhảm, hắn vung tay phải lên. Sát! Nói xong, hai con thiên ma lang gầm lên giận dữ, sau đó vọt về phía đám người lão giả hoa bào. Dương Diệp và đế nữ còn có đám người nguyên lão cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, bắn mạnh tới đám người lão giả hoa bào. Nhìn thấy đám người Dương Diệp động thủ, thần sắc đám người lão giả hoa bào cũng dữ tợn lên, cũng không có trốn, lúc này trốn, đặc biệt là ở dưới tình huống tốc độ không bằng đối thủ trốn, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Chiến. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn cũng chỉ có chiến. Rầm 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 oanh. Trên trời sao? Một cổ khí thế khủng bố tuôn ra, trong chốc lát, khắp tinh không đều vặn vẹo. Đại chiến bắt đầu. 7 đánh 10. Tuy là 7 đánh 10, nhưng khí thế bên Dương Diệp hoàn toàn nghiền áp 10 người lão giả hoa bào, đặc biệt là hai con thiên ma lang, không chút khách khí mà nói, chúng hoàn toàn có thể dùng một địch hai. Về phần Dương Diệp, vậy thì càng không cần phải nói. Lão giả hoa bào phái ba thần giả vây công Dương Diệp. Nếu như chỉ phái một người đi đánh với Dương Diệp, đó là rất có thể sẽ bị miểu sát. Cho nên không có biện pháp, hắn chỉ có thể phái ba người chắn Dương Diệp. Mà ba cường giả thần giả cảnh liên thủ, là hoàn toàn có thể ngăn trở Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở dưới ba người vây công, Dương Diệp còn bị áp chế. Mà thực lực của lão giả hoa bào cũng vượt khỏi Dương Diệp tưởng tượng, bởi vì hắn dùng sức một mình chặn hai gã thần giả cảnh. Nhưng dù như vậy, bên Dương Diệp vẫn ổn áp bên lão giả hoa bào. Bởi vì hai con thiên ma lang quá mạnh mẽ. Còn có đế nữ, nàng cũng có thể dùng một địch hai. Oanh! Trong tràng, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp bị ba người đối diện liên thủ ngăn trở, sau đó Dương Diệp bị chấn lùi lại trăm trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, nhìn lướt qua bốn phía. Không thể kéo. Phải tốc chiến tốc thắng. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng khởi động, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía ba lão giả trước mặt. Khóe miệng ba lão giả nổi lên vẻ cười lạnh, một kiếm kia của Dương Diệp uy lực rất mạnh, nhưng ba người bọn họ liên thủ, là hoàn toàn không cần sợ hãi. Giống như trước kia, ba người lần nữa xuất thủ, nhưng thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt ba người đột nhiên kịch biến. Kiếm ra. Bành. Một lão giả trước mặt Dương Diệp bị một kiếm này chém thành hư vô, mà còn lại hai lão giả cũng bị chấn đến bay ra ngoài vạn trượng. Không chỉ như thế, không gian chung quanh sụp đổ chôn vùi, tất cả mọi người ở trong nháy mắt đặt mình vào không gian hắc động. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Tất cả mọi người ở thời khắc này đều ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, sau đó nhìn lướt qua đám người lão giả hoa bào. Còn có ai? Còn có ai? Dương Diệp nói những lời này, tự nhiên không phải vì đùa nghịch huy phong. Hai quân đội chiến, chú ý chính là khí thế, bên có khí thế cùng bên không có khí thế khác biệt là cực kỳ lớn, mà hiện tại Dương Diệp là tạo thế.
Ta muốn ở trên khí thế trước nghiền áp các ngươi. Còn có ai? Nếu như bên lão giả hoa bào không có người đi ra ứng chiến, không cần phải nói, bên lão giả hoa bào ở khí thế không thể nghi ngờ là thất bại. Mà trái lại, khí thế bên Dương Diệp nhất định sẽ tăng cao. Cũng xác thực như thế, sau khi nhìn thấy đám người lão giả hoa bào kinh sợ, ở trên khí thế, bên Dương Diệp đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đám người đế nữ càng đánh càng hăng, mà đám người lão giả hoa bào thì càng đánh càng yếu, cái này nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp. Tuy lúc này bọn hắn không có giao thủ với Dương Diệp, nhưng bọn hắn lại thời khắc đề phòng Dương Diệp, sợ Dương Diệp chạy đến trước mặt bọn họ, sau đó chặt lên một kiếm. Một kiếm kia, uy lực quá mạnh mẽ. Trong tràng, sau khi thi triển hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, sắc mặt Dương Diệp hơi trắng, bất quá cũng may, chỉ là khí sắc có chút không tốt mà thôi. Nếu là lúc trước, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra, chính hắn cũng sẽ trọng thương. Hơn nữa huyền khí nhất định sẽ khô kiệt. Nhưng hiện tại, hắn đã là hư giả cảnh, hoàn toàn có thể tiếp nhận được uy lực của hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn dám dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thiên ma lang đang nhai cái gì. Tự nhiên là nhai người. Vừa rồi một cường giả thần giả cảnh không chú ý. Bị thiên ma lang bắt được cơ hội, sau đó bị thiên ma lang ném đến trong miệng rồi. Không đến nửa khắc đồng hồ, bên lão giả hoa bào đã tổn thất hai thần giả. 7-8. Bên lão giả hoa bào áp lực càng lúc càng lớn, nhưng bọn hắn lại tử chiến, không có trốn. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại trốn, người chết sẽ thêm nữa. Hai con thiên ma lang kia tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản chạy không khỏi hai con thiên ma lang. Trong chàng duy nhất rãnh rỗi đúng là Dương Diệp, hiện tại hắn không có động thủ, mà ở trước mặt hai cường giả thần giả cảnh bổ sung huyền khí. Hắn không có động thủ, hai gã thần giả cũng không động thủ, bọn họ không dám a. Vừa rồi một kiếm kia, quá kinh khủng. Cứ như vậy, không sai biệt lắm lại qua 15 phút, trong chàng lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Lại một cường giả thần giả cảnh bị thiên ma lang ăn sống. Thần sắc đám người lão giả hoa bào vô cùng khó coi. Kỳ thật thực lực của đế nữ cùng nguyên lão cũng rất mạnh, thần giả giao thủ với bọn họ kỳ thật cũng chiến không lại bọn hắn, nhưng đạt tới thần giả, đánh bại, có lẽ không rất khó, nhưng muốn đánh chết lại rất khó. Cường giả thần giả cảnh, hắn đánh không lại ngươi, nhưng nếu như hắn không dùng sức mạnh với ngươi, chơi du kích với ngươi, ngươi là rất khó giết chết hắn. Lúc này đám người lão giả hoa bào làm như vậy, bọn hắn không cùng đám người đế nữ liều chết, mà đang kéo. Hai thần giả bị thiên ma lang đánh chết cũng đang kéo, nhưng thực lực của thiên ma lang quá mạnh mẽ, viễn siêu bọn hắn bị giết, đó là bọn họ kéo không nổi nữa. Bọn hắn nhất định là chờ viện quân. Lúc này trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của đế nữ. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả hoa bào, hắn tự nhiên biết những ngữ người kéo thời gian. Không cần phải nói, đám người lão giả hoa bào khẳng định đã gọi giúp đỡ rồi. Hơn nữa có lẽ rất nhanh sẽ đuổi tới. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả kia đại biến, hắn không muốn chiến, mà quay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đi truy lão giả này, mà quay người về phía lão giả cách đó không xa đang cùng đế nữ kịch chiến. Lão giả đang cùng đế nữ kịch chiến nhìn thấy Dương Diệp đánh úp lại, trong nội tâm hoảng hốt, sau đó giống như lão giả kia, hắn trực tiếp buông tha cho đế nữ, quay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đuổi theo đối phương, mà tiếp tục phóng về phía lão giả kế tiếp. Rất nhanh, trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị. Dương Diệp truy ai người đó chạy. Mà ở trong quá trình này, lại có hai cường giả thần giả cảnh bị hai con thiên ma lang ăn sống. Lúc này, bên lão giả hoa bào chỉ còn lại có 5 tên thần giả. Mà bên Dương Diệp, đám người nguyên lão chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại, về phần hai con thiên ma lang, chúng một chút việc cũng không có. Có thể nói, trừ khi là hai gã cường giả thần giả cảnh trở lên vây công, bằng không thì một cường giả thần giả cảnh căn bản đừng muốn thương tổn đến chúng. Thiên ma lang là muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn tốc độ có tốc độ. Có thể nói, ngoại trừ cùng kỳ, coi như là Dương Diệp cũng khó áp chế chúng. Mà cùng kỳ chống lại hai con thiên ma lang cũng có chút cố sức,
bằng không thì lúc trước cùng kỳ cũng sẽ không dùng phương thức bắt bọn nó kéo vào Hồng Mông Tháp, để cho Hồng Mông Tháp đến chân áp. Năm người lão giả hoa bào không có chiến, mà là trốn. Trước kia chiến đấu, mục đích chủ yếu là muốn ngăn chặn đám người Dương Diệp, sau đó đợi viện quân đến. Nhưng hiện tại, bọn hắn căn bản không dám kéo. Lại kéo xuống, khả năng đợi lúc viện quân đến, bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Truy không? Đương nhiên. Dương Diệp nói xong, trực tiếp kéo đế nữ ngồi ở trên thiên ma lang hiểu ý, mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Thân hình đám người nguyên lão cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo đám người lão giả hoa bào, không có bất kỳ nói nhảm, Dương Diệp và đế nữ trực tiếp cưỡi thiên ma lang vọt tới. Nhìn thấy Dương Diệp và thiên ma lang vọt tới, đám người lão giả hoa bào sắc mặt đại biến, đúng lúc này. Bọn hắn quyết đoán lựa chọn ngừng lại, bởi vì tốc độ của bọn hắn không nhanh bằng thiên ma lang, tiếp tục trốn, chỉ có thể bị động ăn đòn. Mà lúc này, Dương Diệp cùng thiên ma lang đã đi tới trước mặt đám người lão giả hoa bào, bất quá lúc này, lông mày Dương Diệp lại đột nhiên nhíu lại, mà năm người lão giả hoa bào thì đại hỉ. Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy khổng lồ đột nhiên dò xét ra, sau đó đánh về phía Dương Diệp. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trên không Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào bàn tay. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khô gầy run lên kịch liệt, sau đó rút về trong không gian. Mà lúc này, bên cạnh đám người lão giả hoa bào nhiều hơn 12 lão giả. 12 thần giả. Cầm đầu chính là một lão giả áo gai hình thể cao lớn, tay cầm côn sắt đen kịt. Ở bên cạnh lão giả áo gai, còn có hai lão giả áo vàng. Hai lão giả này cùng lão giả áo gai có một điểm giống nhau, chính là hình thể cực kỳ cao lớn, so với đám người lão giả hoa bào bên cạnh thì ít nhất lớn gấp đôi. Đồng thời, khí tức của ba người này cũng là mạnh nhất. Người man hoang tinh vực. Trong tràng, thần sắc của nguyên lão cùng đế nữ đều ngưng trọng lên, đối diện bọn hắn, là có 17 tên thần giả. 17 tên thần giả. Tuy bên bọn hắn có Dương Diệp, có thiên ma lang dùng một địch hai. Nhưng người ta có 17 vị thần giả a. Bất quá nhìn đến thần sắc bình tĩnh của Dương Diệp, đám người nguyên lão cũng chấn định xuống. Kỳ thật lúc này nội tâm Dương Diệp không an tĩnh, 17 vị thần giả, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Theo như hắn suy nghĩ, đối phương gọi giúp đỡ, tối đa là 4-5 vị thần giả mà thôi. Nhưng hắn hiển nhiên là đoán sai rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, đám người man hoang tinh vực đã biết rõ thực lực bên Dương Diệp. Bọn hắn rất rõ ràng, tầm 10 vị thần giả chống lại Dương Diệp là không có bất kỳ ưu thế, phải biết lúc trước đội hình của thiên ma tinh vực đã có thể tương đương với tầm 10 vị thần giả, hơn nữa thực lực của thiên ma chủ cùng thiên ma lang càng cường đại đến cực điểm. Nhưng cho dù là loại đội hình này, thiên ma tinh vực cũng bị Dương Diệp diệt. Bởi vậy đối mặt đám người Dương Diệp, đám người man hoang tinh vực căn bản không dám khinh thường. Nếu như không phải trước kia đám người Dương Diệp đột nhiên đánh lén U Lam tinh vực, để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp, trước kia ở U Lam tinh vực đợi bọn hắn, ít nhất là 20 vị thần giả, mà không phải chỉ có 5 vị thần giả của U Lam tinh vực. Ngươi chính là Dương Diệp giết thế tử của man hoang tinh vực ta. Xa xa, ánh mắt lão giả áo gai đã rơi vào trên người Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Là ta. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thế tử chết ở trên tay ngươi. Xác thực không oan. Làm một đời trẻ tuổi, chỉ sợ long bảng top 3 mới có thể chống lại ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta đối với cái này không có hứng thú, các ngươi không trực tiếp động thủ, có lẽ có lời gì muốn nói ta nghe một chút. Lão giả áo gai nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, lão phu không quanh co lòng vòng với ngươi. Tuy hiện tại chúng ta nhiều người hơn các ngươi, nhưng lão phu tin tưởng. Muốn triệt để tiêu diệt các ngươi, chúng ta chỉ ít có một nửa người nằm ở chỗ này. Chúng ta không muốn ngọc thạch câu phần, cũng muốn cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi lui về, chúng ta có thể buông tha các ngươi. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Ta cũng không thích quanh co lòng vòng, cũng không muốn gây thù hằn bốn phía, chỉ có một điều kiện, bọn ngươi nuốt vào thế giới của thiên vân tinh vực giao ra đây, về sau mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông. Tuy chút ít thế giới kia của thiên vân tinh vực không phải của hắn, nhưng những thế giới kia là của đế nữ.
những người này chiếm địa bàn của đế nữ, là khi dễ đế nữ, ai khi dễ đế nữ, vậy hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xem ra chúng ta là không có cách nào nói chuyện. Nói xong, phải tay hắn xoay chuyển, ngay sau đó một thứ nguyên không gian kỳ xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một đạo quang mang bao trùm ở chung quanh mọi người. Dương Diệp, vì quyết định của ngươi trả giá thật nhiều a. Lão giả áo gai nói xong, ngay sau đó tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn đi Thiên Vân tinh vực. Thần sắc của đế nữ dữ tợn. Trong mắt Dương Diệp cũng hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó phải tay vừa lột, thứ nguyên không gian kỳ xuất hiện ở trên tay hắn, ngay sau đó mọi người biến mất ở trong tràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.